Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 48. Dù sao hơn một năm qua âm thầm tu luyện, chân khí trong cơ thể hắn đã gần đến viên mãn, hiện tại trên tay còn có linh thạch cực phẩm, hắn có lòng tin bản thân có thể đột phá bất cứ lúc nào, trong lòng cũng có biện pháp đối phó với tóc thắt bím đã vượt qua thiên kiếp kim đan kỳ. Hắn tu luyện càn khôn tạo hóa quyết vô thượng, có linh căn thuộc tính ngũ hành, chân khí trong cơ thể nhiều hơn người thường gấp mấy lần, có ưu thế áp đảo khi cùng cấp bậc, nắm chắc vượt cấp chiến đấu, hơn một năm lén tu luyện không phải uổng phí. Tốt, ta đi ngay. Gia Cát Khổng đáp lời, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, giọng tiểu hòa thượng vang lên, lão đại, ngươi nhanh lên một chút, có người đến rồi. Tới ngay, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng lo lắng, thế nhưng bình càn khôn vẫn đang hấp thu lực lượng đá căn nguyên, may là tốc độ khá nhanh. Ngay sau đó Gia Cát Khổng đi đến, nói một cách chua xót, là tam tướng quân cây roi nhỏ tự tìm tới. Dương đại ca, ta đi ra ngoài đỡ đòn. Nếu ta xảy ra chuyện gì, xin ngươi hãy chăm sóc cho đệ đệ của ta. Đừng nặng nề như vậy, chưa chắc chúng ta sẽ thua mà. Khi Dương Bách Xuyên đang nói, bình càn khôn trên cánh tay trái của hắn cuối cùng đã hấp thu hết lực lượng của đá căn nguyên, anh nói với Gia Cát Khổng như vậy. Gia Cát Khổng nở nụ cười, khi chuyện ập đến ngay trước mặt hắn ta lại không có lòng tin đối với Dương Bách Xuyên. Rốt cuộc thì tam tướng quân tóc thắt bím là người đã vượt qua thiên kiếp kim đan. Có tu vi kim đan sơ kỳ hàng thật giá thật, hơn nữa toàn bộ doanh địa quặng mỏ còn có tận 300 binh lính. Mỗi một người đều là tu vi trúc cơ kỳ. Cũng không biết sự tự tin của Dương Bách Xuyên đến từ đâu. Giờ khắc này ở trong mắt hắn ta, trên mặt Dương Bách Xuyên tràn ngập ý cười tự tin. Bất kể có ra sao, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có liều mạng một lần, Gia Cát Khổng chậm chậm nói ra. Đi thôi, cứ yên tâm. Chỉ cần không đụng vào kim đan trung kỳ, ta vẫn có lòng tin sẽ mang được các ngươi rời khỏi quặng mỏ. Lúc này đương nhiên Dương Bách Xuyên không thể nói ra những lời làm ảnh hưởng đến tinh thần mọi người rồi, chỉ có thể nói mấy lời tràn đầy tự tin cho Gia Cát Khổng nghe, không thể làm ảnh hưởng đến sĩ khí. Sau khi nói xong, hắn dẫn đầu bước ra khỏi tiểu không gian, không hề lưu luyến chút nào. Có thể đào ra được một viên đá căn nguyên ở nơi này đã là tạo hóa rồi, không thể nào có viên thứ hai tồn tại. Sau khi rời khỏi đây, hắn lấy linh thạch cực phẩm ra, có tổng cộng 4 viên vừa khéo mỗi người được 1 viên, hắn giải thích với bọn họ, hãy dùng vào thời điểm mấu chốt, linh khí bên trong linh thạch cực phẩm cực kỳ tinh khiết, có thể chuyển hóa trực tiếp thành chân khí, ít nhất có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Đúng lúc này, một giọng nói âm lãnh truyền đến, quả nhiên là hai thằng nhóc các ngươi. Bắt lấy. Đúng là tóc thắt bím đã đuổi tới, lúc nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng. Gã biết ngay là cảm giác của mình không hề sai, hai thằng nhóc này quả thật có vấn đề. Gã vung tay lên, binh lính đi bên cạnh lập tức xông tới. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng nói với Tiểu Hòa Thượng và huynh đệ nhà Gia Cát theo sát ta. Vừa dứt lời, hắn lập tức thúc giục chân khí, kiếm khí huyền huyễn của kiếm đồ long cũng mạnh lên theo cấp bậc tu vi của hắn, một kiếm vụt ra như tia chớp. Bùm! A a a a! Sau một kiếm, bốn gã binh lính trúc cơ đang xông tới bị chặn ngang giữa đường, lập tức mất mạng. Đây là lúc đôi đồng tử của tóc thắt bím co lại. Lòng bàn tay gã chợt lóe lên một tia sáng, một thanh đao linh khí thượng phẩm xuất hiện trong tay, gã bước ra một bước lạnh lùng chém về phía Dương Bách Xuyên. Phong sát chạm. Dương Bách Xuyên sớm có chuẩn bị, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm đón nhận. Keng. Một kích chạm nhau. Hai người đều lùi về sau ba bước. Sắc mặt của tóc thắt bím thay đổi, gã trầm giọng nói, nhóc con cũng có chút thực lực đấy. Mau giao đá căn nguyên ra đây, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, tam gia có thể cho ngươi chết toàn thây. Nhưng ta thì lại không định cho ngươi chết toàn thây. Một kích chạm nhau, Dương Bách Xuyên dò ra được thực lực của tóc thắt bím không hơn mình là bao, mà xét về mặt chân khí hắn còn mạnh hơn hẳn một bậc. Nếu mình vượt qua thiên kiếp kim đan, mình có thể hạ gục tóc thắt bím trong vài giây chỉ bằng một chiêu duy nhất. Nhưng mà hiện tại hắn cũng có kha khá niềm tin rằng mình có thể giết chết gã. Tóc thắt bím không phải mặt sẹo với tu vi kim đan trung kỳ, trong tay gã cũng chẳng có tiên khí, xét về chân khí Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn gã ta một bậc. Hơn nữa Dương Bách Xuyên có kiếm đồ long và xích chó yêu, còn có cả một con linh trùng mặt người có thể miễn nhiễm với pháp thuật và linh lực nữa.
Về phần tóc thắt bím, gã mạnh hơn hắn một nửa cảnh giới, hoặc cũng có thể nói là sau khi vượt qua thiên kiếp kim đan, gã có thể vận dụng thiên địa chi thế, nhưng chung quy vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi. Dương Bách Xuyên có thể dùng át chủ bài trong tay để bù đắp vào những thiếu hụt của bản thân, hoặc là nói để chống lại thiên địa chi thế mà tóc thắt bím đã có được sau khi vượt qua thiên kiếp. Thằng nhóc không biết trời cao đất dày, chưa vượt qua thiên kiếp thì chung quy cũng chỉ mạnh hơn con kiến một chút mà thôi, xem ra ra giết người đây. Tóc thắt bím hừ lạnh. Vậy thì thử xem, một cước đá gãy ba khúc xương bên hông ta, ta còn chưa quên đâu. Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi chút nào. Lúc này tóc thắt bím nheo mắt, một tay cầm đao, một tay thành trường. Gã đột một cách không đập về phía Dương Bách Xuyên, trong miệng thì kêu lên, thiên địa chi uy, khu vực kim đan, mượn thế. Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí quanh người, tay trái nắm chặt lấy kiếm đồ long, tay phải thần thông thông bích viên hầu thủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hai chữ mượn thế cuối cùng của tóc thắt bím vừa dứt, bỗng nhiên Dương Bách Xuyên cảm thấy không gian xung quanh trở nên nặng trĩu. Một giây sau hắn phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích được như bị bùn đất vùi lấp, bốn phía đều là một cỗ trọng lực vô hình. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra đây chính là thiên phú thần thông duy nhất của tu chân giả kim đan sau khi vượt qua thiên kiếp, khu vực mượn thiên địa chi uy. Đây chính là thiên kiếp chi uy của kim đan sao? Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng một câu, hắn hơi động suy nghĩ một chút ra lệnh cho linh trùng nhân diện trong tai, trùng tử phá thế. Thiên phú của trùng tử chính là bỏ qua bất kỳ pháp thuật nào. Khu vực kim đan của tóc thắt bím cũng là một loại pháp thuật. Chỉ cần trùng tử phá vỡ được một khe hở nhỏ thì Dương Bách Xuyên sẽ có thể tránh thoát. Ngay sau đó trùng tử nhận được mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên, nó từ trong tai lao ra, lập tức bắn vào tới. Vèo. Không khí xung quanh trở nên dập dờn một trận, Dương Bách Xuyên biết trùng tử đã thành công. Ngay khi trùng tử ra tay, một đao của tóc thắt bím đã chém về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, há mồm thét dài, toàn thân trong ngoài vận chuyển càn khôn công. A-M. Cuối cùng hắn đã có thể cảm nhận được khu vực kim đan của tóc thắt bím chỉ là sơ kỳ, chuyện này có liên quan tới tu vi của gã, vẫn nằm trong sức chịu đựng của mình. Trong tiếng thét dài tiếp theo của Dương Bách Xuyên, trùng tử đã đâm ra một khe nứt. Toàn thân Dương Bách Xuyên bùng lên ánh sáng nhàn nhạt, cưỡng ép phá tan thiên địa chi uy của khu vực kim đan của tóc thắt bím. Trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đối mặt với đao khí hùng hậu chỉ còn cách người hắn 2 mét. Dương Bách Xuyên giơ kiếm đồ long lên cản. Trong nháy mắt tuy rằng cánh tay của hắn run lên, khí huyết trong cơ thể sôi trào một trận, khóe miệng hắn cũng đổ máu, nhưng chung quy vẫn chặn được một đao kia. Tay phải của Dương Bách Xuyên lập tức chộp tới tóc thắt bím. Thâu thiên thủ. Trong tiếng gầm giống tức giận của Dương Bách Xuyên, tay phải của hắn phát ra ánh sáng bạc lập lòe chói mắt, trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong bàn tay phải trong suốt của Dương Bách Xuyên mang theo xương cốt. Trong ánh sáng chói mạnh mẽ từ tay phải, bàn tay hội tụ từ hài cốt đập về phía cây roi nhỏ như nhanh như chớp. Lúc này trong lòng tóc thắt bím như rời sông lấp biển. Đây là lần đầu tiên gã đụng phải một kim đan vậy mà có thể phá vỡ khu vực kim đan, thiên địa chi thế, hơn nữa phản ứng còn vô cùng nhanh chóng. Trong chớp mắt Dương Bách Xuyên giơ tay lên chính là ánh sáng bạc lóng lánh, thủ cốt hài cốt tỏa ra ánh sáng như sao trời ập xuống đỉnh đầu gã. Thủ cốt khí thế mạnh mẽ khiến cây roi nhỏ hãi hùng khiếp vía, lập tức vận chuyển chân khí hai tay giơ lên đỡ lấy bầu trời, bất thình lình mà ứng phó. Nhưng đúng vào lúc này tóc thắt bím chỉ nghe thấy từ miệng Dương Bách Xuyên lại phát ra một tiếng quát nhẹ, xích chó yêu, đi. Trong tầm mắt tóc thắt bím nhìn thấy một luồng sáng trắng bay về phía gã. Lúc này trên đỉnh đầu tóc thắt bím là thủ cốt chân khí mạnh mẽ, trước mặt lại là một luồng sáng trắng nhanh như chớp khiến sắc mặt của gã biến đổi, nhưng tóc thắt bím cũng bó tay, gã chỉ có thể ứng phó với thủ cốt mạnh mẽ trên đỉnh đầu mình trước. Giữa hai thứ. Tóc thắt bím cảm thấy luồng sáng trắng đang xông tới trước mắt không có hơi thở nguy hiểm, mà nếu gã mặc kệ thủ cốt trên đỉnh đầu thì nhất định chính là kết cục đầu bị bóp tới nát như. Giống, trong tiếng gầm giống giận dữ, chân khí trên hai tay tóc thắt bím bùng nổ, thiên địa chi uy cũng dung hợp vào tay, gã tin mình có thể đẩy lùi một kích thân thông thủ cốt này của Dương Bách Xuyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm.
hai tay nâng trời của tóc thắt bím cuối cùng cũng chặn lại được thủ cốt chi uy của thủ cốt trên đỉnh đầu của Dương Bách Xuyên, mượn thiên địa chi thế. Gã cảm thấy Dương Bách Xuyên không mạnh như trong tưởng tượng của mình, giễu cợt trong lòng. Ngay sau đó là bên hông bị siết chặt. Cuối cùng tóc thắt bím kiêng dè trên đỉnh đầu mà không tránh khỏi một kích bên hông. Bây giờ gã mới phát hiện thứ xuất hiện bên hông chính là một pháp khí dây xích. Tóc thắt bím thay đổi sắc mặt muốn vùng ra nhưng lại không nhúc nhích được tí nào, ngược lại càng lúc càng siết chặt, gã thất thanh nói, vậy mà là tiên khí. Ánh mắt không tê, còn biết tiên khí đó, có thể khiến ta dùng tiên khí để trói ngươi, cho dù có chết ngươi cũng không thấy tiếc. Dương Bách Xuyên vừa nói xong đã xuất hiện bên cạnh tóc thắt bím, một tay bóp cổ tóc thắt bím. Khụ khụ ngươi, tóc thắt bím bị Dương Bách Xuyên bóp cổ cuối cùng cũng hoảng hốt. Lúc này Dương Bách Xuyên lại lạnh giọng nói, ta sẽ không tha cho một kẻ nào. Ba huynh đệ các ngươi không xem mạng người là mạng, có từng nghĩ tới ngày hôm nay chưa? Tóc thắt bím trừng to mắt, mặt mày căng đỏ lên. Tay Dương Bách Xuyên càng lúc càng siết chặt. Răng rắc. Cổ của tóc thắt bím bị Dương Bách Xuyên bóp gãy, một kiếm của kiếm đồ long lập tức đâm xuyên qua đan điền của gã, lúc này tóc thắt bím mới truyền tới một tiếng hét thảm. Dương Bách Xuyên biết tu chân giả đã thành tu ra kim đan thì thần hồn đều được nuôi dưỡng trong kim đan ở đan điền, chỉ khi phá hủy thần hồn trong kim đan thì mới thật sự tan thành mây khói. Đối với tóc thắt bím đã bẻ gãy xương của hắn và tiểu hòa thượng, hắn đã thề sẽ làm thịt cây roi nhỏ này vì bị sỉ nhục trong nhà giam, bây giờ một kiếm đã trực tiếp chém thi thể của gã thành hai nửa, đâm nổ kim đan. Đến tận lúc này tu chân giả kim đan sơ kỳ đã vượt qua thiên kiếp kim đan, tóc thắt bím đã bị Dương Bách Xuyên triệt để giết chết. Dương đại ca, chúng ta đi thôi, chậm chút nữa ta sợ đại ca nhị ca của cây roi nhỏ này sẽ chạy tới. Gia Cát Khổng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu bảo, đi thôi. Toàn bộ hầm mỏ cũng chỉ có một cao thủ kim đan sơ kỳ vượt qua thiên kiếp là tóc thắt bím. Bây giờ tóc thắt bím vừa chết, Kim Bất Hoài đứng ngay phía sau không lọt vào mắt Dương Bách Xuyên. Về phần 300 binh lính cũng đều là tu vi trúc cơ kỳ, trong mắt Dương Bách Xuyên chẳng khác gì con sâu cái kiến. Lúc Dương Bách Xuyên quay người định đi thì đột nhiên nhìn thấy trên ngón tay của thi thể tóc thắt bím có một cái giới chỉ phong cách cổ xưa. Trong lòng hắn hơi động, giơ tay một cái đã cầm vào trong tay. Thần hồn của tóc thắt bím đã bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt nên giới chỉ không gian chính là vật vô chủ, hắn đưa linh thức vào nhìn thử, hay lắm, bên trong có một đống linh thạch to, Dương Bách Xuyên lập tức thốt lên, giết người cướp của, quả nhiên là đường tắt làm giàu ở tu chân giới. Trong giới chỉ không gian của tóc thắt bím hẳn là linh thạch do đám thợ đào mỏ khai thác được tích lũy lại, thế này thì hay rồi, hời cho hắn. Sau đó bốn người nhanh chóng đi tới lối ra vào của hầm mỏ. Dương Bách Xuyên đã sớm phát hiện binh lính bên ngoài dựa vào linh thức. Thủ lĩnh canh gác cửa hang chính là Kim Bất Hoài. Các ngươi bám sát ta, chúng ta giết ra ngoài. Dương Bách Xuyên dặn dò ba người sau lưng một tiếng rồi đột nhiên chuyển động tay phải. Trích Tinh, Lao Nguyệt. Hai kích thần thông đánh ra, Kim Bất Hoài canh chừng bên ngoài thay đổi sắc mặt, hắn ta lập tức nhanh chóng lui lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng tránh được nhưng binh sĩ lại chết một đống lớn. Kim Bất Hoài cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như vậy thì đầu tiên là muốn bỏ chạy, trong lòng hắn ta biết rõ mình có thể bị đánh tất nhiên là do Tam Tướng Quân đã bị kẻ địch giết chết, kẻ địch mà cả Tam Tướng Quân cũng không phải là đối thủ, Kim Bất Hoài hắn ta tất nhiên càng không đủ nhìn. Vì vậy Kim Bất Hoài không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mà bốn người Dương Bách Xuyên xông tới, Dương Bách Xuyên lập tức nhìn thấy Kim Bất Hoài bỏ trốn, có điều xung quanh còn hơn 200 tên lính. Cả một đám quay sang nhìn nhau rồi nhìn bốn người Dương Bách Xuyên, muốn tấn công nhưng lại không dám, hai kích vừa rồi bọn chúng đều không có sức phản kháng, thoáng cái là đã chết hơn 20 tên đồng bọn. Không muốn chết thì cút đi, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long trong tay nổi giận gầm lên một tiếng với binh sĩ xung quanh. Hắn nói xong thì không để ý tới nữa mà đuổi theo Kim Bất Hoài. Đào quặng đã hơn một năm, đám người chết bọn họ bị tên chó chết này đánh đập dữ dội không ít lần. Những món nợ này Dương Bách Xuyên đều ghi lại trong lòng, bây giờ nhìn thấy Kim Bất Hoài chạy trốn thì lập tức đuổi theo. Những nơi bọn họ đi qua, binh sĩ xung quanh liền tránh thật xa. Tất cả mọi người không phải đồ ngu, Tam Tướng Quân của bọn chúng đi vào trong đến giờ vẫn chưa ra, hiển nhiên là đã bị giết, mà bây giờ Kim Bất Hoài tướng quân lại bỏ trốn, bọn chúng cũng không muốn đi lên nạp mạng,
không ai ngăn cản bốn người Dương Bách Xuyên. Lúc cách Kim Bất Hoài hơn 100 mét, Dương Bách Xuyên dẫn theo Tiểu Hòa Thượng và hai anh em Gia Cát đã chạy ra khỏi vòng vây của binh lính. Lúc này hắn nói với ba người, các ngươi đến doanh địa tìm bốn con yêu thú tới đây, ta đi xử lý Kim Bất Hoài. Được, Dương Đại ca ngươi cẩn thận. Gia Cát Khổng vội vàng đồng ý rồi chạy về nghênh địch. Tiểu Hòa Thượng vừa đi vừa nói, lão đại, thay ta cắt cái chân thứ ba của Kim Bất Hoài. Dương Đại ca còn cả phần ta nữa, giúp ta hung hăng đánh hắn ta một trận. Gia Cát Minh cũng nói. Bất kể là ai cũng đều từng bị Kim Bất Hoài quật roi. Dương Bách Xuyên gật đầu, nhờ mắt lại thấy Kim Bất Hoài đã gần 200 mét, dưới chân hắn khẽ động vận khởi thân pháp chỉ xích thiên nhai công cảnh giới thứ hai cảnh giới thiểm điện, bước ra một bước, một giây sau chính là 100 mét, sau hai bước Dương Bách Xuyên đã đuổi kịp Kim Bất Hoài. Kim Bất Hoài ngươi chạy đi đâu rồi? Dương Bách Xuyên đùa dai hỏi một câu. Nhưng Kim Bất Hoài lại bị dọa tới lông tóc dựng đứng, tiện tay chính là một roi quất tới. Hừ, Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, giơ tay đã nắm cây roi của Kim Bất Hoài trong tay. Kim Bất Hoài thay đổi sắc mặt, roi bị Dương Bách Xuyên giơ tay lên nắm lấy là hắn ta biết sắp có chuyện xấu xảy ra rồi. Hắn ta vừa nghĩ vậy thì cây roi trong tay đã rời tay. Kim Bất Hoài chỉ cảm thấy bị kéo một phát, cơ thể liền mất thăng bằng. Ngay sau đó hắn ta liền cảm thấy lồng ngực như bị búa tạ đập một phát, hóa ra đã bị Dương Bách Xuyên một cước dẫm lên người, chân khí mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn ta, nhanh chóng phá hủy kinh mạch toàn thân của hắn ta. Kim Bất Hoài vô cùng sợ hãi, hắn ta muốn phản kháng cũng không phản kháng được, chỉ đành run giọng cầu xin, đừng, đừng giết ta. Dương Bách Xuyên cười khinh, bây giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi. Dương Bách Xuyên nói xong thì nâng một cước trực tiếp dẫm nát cái chân thứ ba của Kim Bất Hoài, đây là yêu cầu của Tiểu Hòa Thượng, hắn ta đã từng làm vậy với Tiểu Hòa Thượng, có điều so ra thì Tiểu Hòa Thượng không nghiêm trọng bằng. Thế nhưng một cước này Dương Bách Xuyên là muốn lấy mạng nhỏ của Kim Bất Hoài. A, giống. Một cước giáng xuống, Kim Bất Hoài phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dương Bách Xuyên cũng không lãng phí thời gian nữa. Lại là một cước trực tiếp phá hủy đan điền của Kim Bất Hoài, lần này hắn ta còn không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã chết. Cuối cùng cũng đã báo được thù, bị Kim Bất Hoài hành hạ hơn nửa năm, cơn giận này cũng có thể nuốt trôi rồi. Dương Đại ca, đi mau. Ba người Gia Cát Khổng đã cưỡi yêu mã đi đến. Nhưng đúng vào lúc này phía chân trời lại vang lên một tiếng giận dữ, tiểu tặc to gan, tự tìm đường chết. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói này thì thay đổi sắc mặt, hắn ngẩng đầu lên nhìn, trên đường chân trời cách đó hơn 100 thước là hai vệt sáng đang bay nhanh mà đến. Các ngươi đi trước đi, ta cầm chân một lát, dựa theo kế hoạch ban đầu đi hướng đông. Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói với Tiểu Hòa Thượng và anh em Gia Cát. Lão đại! Dương đại ca! Ba người Tiểu Hòa Thượng nghe Dương Bách Xuyên bảo muốn ở lại cầm chân người tới thì lập tức nóng nảy. Đừng nói nhiều, mau đi đi, chậm thêm lát nữa thì chúng ta không ai đi nổi, yên tâm, ta có biện pháp thoát thân. Dương Bách Xuyên giống to với ba người. Đi, Gia Cát Khổng quất một roi vào người yêu mã, lập tức chạy đi như bay. Kỳ thật ba người cũng biết bọn họ ở lại cũng chỉ làm vướng chân Dương Bách Xuyên bèn dứt khoát đi mau để Dương Bách Xuyên không còn nỗi lo. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể tin rằng Dương Bách Xuyên sẽ có biện pháp thoát khỏi sự đuổi đánh của cao thủ. Dương Bách Xuyên đợi Tiểu Hòa Thượng và anh em Gia Cát rời khỏi thì siết chặt kiếm đồ long trong tay, nhìn về phía xa xa. Trong chớp mắt hai người cách xa hơn 100 thước đã xông tới trước mặt 20 thước. Hai người này không phải ai khác mà chính là Mặt Sẹo và Nhị Đệ Ẻo Là kia của ông ta. Hẳn là lúc hơi thở của bổn nguyên thạch phát tán thì tóc thắt bím bên phía hầm mỏ đã thông báo cho hai người này. Lúc này dưới người của hai người Mặt Sẹo đều cưỡi yêu thú mà đến. Tốc độ cực nhanh. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nâng kiếm đồ long lên, từ xa chém một kiếm về phía hai người. Hắn phải tranh thủ thời gian cho ba người Tiểu Hòa Thượng để bọn họ bỏ trốn. Về phần chính bản thân hắn cũng chỉ có thể dựa vào chỉ xích thiên nhai công, dựa vào ưu thế tốc độ mà đọ sức với hai người Mặt Sẹo. Dương Bách Xuyên căn bản không nghĩ tới chuyện giết chết hai người Mặt Sẹo. Mặt Sẹo có tu vi kim đan trung kỳ. Hơn nữa lão Nhị Ẻo Là cũng là kim đan sơ kỳ đã vượt qua thiên kiếp,
tu vi hơi thở còn mạnh hơn Tóc Thắt Bím một bậc. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ có thể ngăn cản hai người này một lát, tranh thủ thời gian cho ba người tiểu hòa thượng, sau đó hắn liền sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai Công để bắt đầu chạy trốn. Dương Bách Xuyên vẫn có chút lòng tin với Chỉ Xích Thiên Nhai Công của mình. Một kiếm của Kiếm Đồ Long quét ngang qua, kiếm khí tung hoành dài đến mấy chục thước. Phút chốc đã tới trước mặt hai người mặt sẹo. Lúc này một cảnh tượng khiến đồng tử của Dương Bách Xuyên co lại xuất hiện. Chỉ thấy mặt sẹo từ trên người yêu thú tung người lên, hừ lạnh một tiếng, cách không chém ra một chưởng với kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Chân khí trong không khí bùng nổ trong nháy mắt, một chưởng của mặt sẹo đã hóa giải kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Mặc dù Dương Bách Xuyên biết thực lực kim đan trung kỳ của mặt sẹo mạnh hơn kim đan sơ kỳ, nhưng hắn không ngờ rằng lại mạnh đến mức này. Quả thật là cách biệt như ngày với đêm. Nhìn bộ dạng của mặt sẹo thì cũng chỉ là một kích tùy ý mà thôi, vậy mà đã khiến kiếm khí của mình tan rã. Dương Bách Xuyên biết không thể đối đầu trực diện với mặt sẹo, dưới chân hắn hơi động, sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai Công xoay người chạy. Dù sao lúc này ba người tiểu hòa thượng và anh em Gia Cát cũng đã khuất khỏi tầm mắt, kéo dài thời gian cũng đã đủ, nếu hắn tiếp tục dây dưa với hai người mặt sẹo thì nhất định sẽ chịu thiệt. Dương Bách Xuyên bước ra một bước đã đi tới ngoài trăm thước. Hừ, còn muốn chạy. Lúc này tiếng hừ lạnh của mặt sẹo vang lên sau lưng. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên liền nghe thấy giọng nói như sấm của mặt sẹo. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt sẹo phi thân giữa không trung, tốc độ biến thành vệt sáng, đuổi đánh mà đến, hai tay vung vẫy về phía hắn, miệng bạo phát, khu vực kim đan, thiên địa chi uy, chấn cho ta. Dương Bách Xuyên lập tức cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên trở nên nặng trĩu, nhìn thấy cơ thể vô hình chung đã bị ép dừng lại. Hắn hãi hùng khiếp vía, cũng là khu vực, không ngờ rằng trong tay kim đan trung kỳ là mặt sẹo thì uy lực lại mạnh mẽ như vậy, hắn thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai Công chạy trốn vẫn bị ảnh hưởng. Dương Bách Xuyên cứ vậy mà dừng lại trong chốc lát, lão nhị ẻo là kia đã cưỡi yêu thú đi tới sau lưng Dương Bách Xuyên 30 mét. Hắn ta cũng phi thân lên, tung ra một chưởng. Phụt. Dương Bách Xuyên trúng phải một đòn nghiêm trọng, phun ra một búng máu. Hai người ra tay đều nhanh vô cùng, hắn căn bản không kịp ứng phó, sau lưng trúng một chưởng rất vững vàng. Nếu không phải cơ thể của Dương Bách Xuyên mạnh mẽ thì có thể đã bị một chưởng này đánh cho tàn phế rồi, cũng may hắn chỉ phun máu thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Trùng tử. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên hét to trong lòng. Trùng tử từ bên trong tay bay ra. Vèo một phát bất thình lình xông tới. Khu vực của mặt sẹo buông lỏng, Dương Bách Xuyên nắm lấy cơ hội, sử dụng cảnh giới thứ hai của Chỉ Xích Thiên Nhai Công Thiểm Điện Bộ, một bước phóng ra xa gần trăm mét, đồng thời nuốt vào một viên linh thạch cực phẩm. Lúc này Dương Bách Xuyên không hề có chút chắc chắn sẽ chiến thắng được hai người mặt sẹo, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trong linh thạch cực phẩm. Chân khí được tích lũy trong cơ thể chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể viên mãn. Lúc này có thể tăng thêm một chút chân khí cũng là có thêm một phần tỷ lệ bảo vệ tính mạng. Liên tục thi triển Chỉ Xích Thiên Ma Công khiến chân khí trong cơ thể bị tiêu hao cực kỳ nhiều. Mặt sẹo và nhị đệ nhìn thấy Dương Bách Xuyên còn có thể chạy ra khỏi khu vực kim đan thì trong lòng cũng khiếp sợ. Thằng nhãi này chỉ là một kim đan mà thôi, thế mà lại có thể chạy ra khỏi khu vực của kim đan trung kỳ, hơn nữa thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, quả thật là trong nháy mắt đã đi 200 thước. Lúc trước bọn chúng ở phủ thành chủ nhận được tin tức hầm mỏ xuất hiện bổn nguyên thạch thì cũng đã đoán được là trong đám tù nhân có người gây ra sự cố. Có điều đó không phải trọng điểm là bổn nguyên thạch, lúc ấy thành chủ U Dương Hải Đường cũng có mặt, bà ta cực kỳ coi trọng bổn nguyên thạch, lập tức kêu cho anh em bọn họ đến hầm mỏ, hạ tử lệnh không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được bổn nguyên thạch. Vì vậy anh em mặt sẹo mới chạy tới như điên, bọn chúng mới tới hầm mỏ đã thấy bốn người Dương Bách Xuyên muốn chạy trốn. Không cần hỏi cũng biết bổn nguyên thạch ở trên người mấy người này. Sau đó một kiếm của Dương Bách Xuyên ập tới, mặt sẹo cảm nhận được kiếm khí vô cùng mạnh mẽ thì liền kết luận pháp khí trong tay Dương Bách Xuyên chắc chắn đã vượt qua pháp khí cấp bậc linh khí, nói không chừng chính là tiên khí. Ở cả Sơn Hải giới cũng không có bao nhiêu món tiên khí. Cộng thêm bổn nguyên thạch, ánh mắt mặt sẹo nhìn về phía Dương Bách Xuyên đã đỏ bừng, ông ta sốt ruột muốn tóm lấy Dương Bách Xuyên, không vì chuyện gì khác. Chỉ vì lấy được bổn nguyên thạch và tiên khí trong tay Dương Bách Xuyên.
Mà giờ phút này Dương Bách Xuyên xông ra khỏi khu vực kim đan của ông ta, thi triển thân pháp quỷ dị lại càng khiến ánh mắt Mặt Sẹo nóng như lửa. Thân pháp như thế tuyệt đối là thuật pháp thần thông hàng đầu thế gian. Mặt Sẹo bắt buộc phải tóm được Dương Bách Xuyên. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên đột ngột lao đi gần 200 mét thì híp mắt lại, nét mặt cũng trở nên sốt ruột, ông ta mở miệng nói, khu vực kim đan. Tuy rằng thân pháp của Dương Bách Xuyên quỷ dị, trong nháy mắt có thể phóng đi gần 200 mét, nhưng khu vực kim đan của Mặt Sẹo ông ta cũng khoảng chừng 600 mét. Một ý nghĩ thì khu vực lại hình thành, Dương Bách Xuyên chạy không thoát khỏi bàn tay ông ta. Dương Bách Xuyên nhờ trùng tử phá vỡ khu vực lập tức lao ra gần 200 mét, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng trong khoảnh khắc hành động của hắn lại bị khống chế, cảm thấy không gian xung quanh lại bị trọng lực đè xuống. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy nặng nề, hắn biết khu vực kim đan của đối phương lại được hình thành, hơn nữa rất có thể phạm vi khu vực kim đan của Mặt Sẹo còn rộng hơn một bước thiểm điện bộ của hắn. Dương Bách Xuyên biết nếu tiếp tục như vậy thì hắn không thể trốn thoát, hơn nữa mỗi lần trùng tử tấn công khu vực đều tiêu hao rất lớn, hắn và trùng tử tâm thần tương thông, hắn có thể cảm nhận được sự uể oải của trùng tử. Có điều đúng vào lúc này linh thạch cực phẩm mà hắn nuốt vào lập tức nổ tung trong người, một dòng linh khí vô cùng tinh khiết khổng lồ lập tức xuất hiện, nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí của chuẩn kim đan trong cơ thể đang nhanh chóng căng đầy. Dương Bách Xuyên không trốn, bởi vì đang ở trong khu vực của đối phương, lẩn trốn cũng không có gì hay, kế tiếp chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Trong nháy mắt hai người Mặt Sẹo đã phi thân tới. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn Mặt Sẹo từ bước từ không trung đi tới, đáp xuống trước mặt hắn. Nhãi danh, trốn đi, sao không trốn nữa, Mặt Sẹo dùng giọng chế giễu nhìn Dương Bách Xuyên. Biết rõ trốn không thoát thì trốn làm gì, Dương Bách Xuyên hỏi lại, ngay sau đó nói, huống hồ, người mạnh ở khu vực kim đan, có bản lĩnh thì đừng dùng khu vực kim đan mượn thiên địa chi thế, chúng ta đấu một trận. Có dám không? Ha ha thằng nhãi, đừng chơi trò thông minh ở trước mắt ta. Cho ngươi một cơ hội, giao bổn nguyên thạch và kiếm trong tay ngươi ra. Nếu không, chết, Mặt Sẹo cười lạnh. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười đáp, tên tóc thắt bím kia cũng nói như vậy đó, nhưng tiếc là đã bị ta giết. Muốn cướp bảo vật thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Nghe Dương Bách Xuyên nói tóc thắt bím bị giết, Mặt Sẹo và nhị đệ của ông ta quá sốc. Tuy từ lúc không nhìn thấy tam đệ xuất hiện, họ cũng đã dự cảm được rằng tam đệ đã bị giết hại, nhưng khi chính tai nghe được thì vẫn khó có thể chịu nổi. Thằng nhãi, hãy xưng tên ra, nhị gia sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Lão nhị ẻo lả trầm giọng nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên đang cố gắng câu giờ nên hắn chỉ có thể căng ra đầu đấu võ mồm với hai người Mặt Sẹo. Chỉ cần chuyển hóa xong linh khí trong cơ thể, hắn liền có cơ hội lật kèo. Mà đối với hai người Mặt Sẹo mà nói, nhìn thấy Dương Bách Xuyên bình tĩnh đến vậy khiến họ cũng cảm thấy không chắc chắn. Trong tay hắn có tiên khí, có thể phá vỡ khu vực kim đan, lại có thuật pháp thần thông quỷ dị. Nhân vật như thế đương nhiên không tầm thường, ai biết trên người thằng nhãi trước mặt này còn có mánh khóe gì nữa không? Cho nên hai người Mặt Sẹo cũng đang đề phòng và thăm dò chứ không lập tức ra tay với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, giết tam đệ của ta, nhị gia sẽ khiến người hối hận đã đến với cõi đời này. Lão nhị cắn răng nói. Dương Bách Xuyên cười đáp, mẹ nó, ta vốn đã hối hận khi tới nơi này của các ngươi rồi. Lão nhị, giết thằng nhãi này đi, trong cơ thể thằng nhãi có gì đó không bình thường. Mặt Sẹo cảm giác được có gì đó không ổn. Ông ta đã nhận ra trong cơ thể Dương Bách Xuyên có rất nhiều linh khí tồn tại, e là Dương Bách Xuyên đã dùng mánh gì rồi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, đã nhận ra sao? Muộn rồi, ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể Dương Bách Xuyên bỗng nhiên chấn động, cuối cùng chân khí kim đan chuẩn trong cơ thể cũng viên mãn. Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời chợt vang lên một tiếng sấm sét. Đùng đoàng. Hả, đại ca? Thằng nhãi này đột phá, thiên kiếp kìa. Lão nhị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện phía chân trời có một đám mây đen đang hội tụ trên đỉnh đầu Dương Bách Xuyên. Đùng đoàng. Xẹt xẹt. Một đám mây đen rất to hình thành trên đỉnh đầu Dương Bách Xuyên, tiếng sấm vang lên từng đợt, bên trong có tia chớp vờn quanh. Mặt của Mặt Sẹo trầm xuống,
hiện tại ông ta đã hiểu ra thằng nhãi này đang cố ý giả vờ mạnh miệng chứ không có mánh khóe gì hết. Cũng không hẳn, có mánh khóe, nhưng mánh khóe của hắn là thiên kiếp kim đan. Chỉ khi ở trong thiên kiếp bọn họ mới không dám làm gì Dương Bách Xuyên. Nếu bọn họ ra tay trong lúc Dương Bách Xuyên độ kiếp, bọn họ cũng sẽ bị thiên kiếp coi thành đối tượng công kích. Thiên kiếp là sự tồn tại mà bất kỳ người tu chân nào cũng sợ. Hiện tại bọn họ thật sự không dám ra tay với Dương Bách Xuyên. Thằng nhãi đáng ghét, lão nhị ẻo là tức giận đến dậm chân. Mặt sẹo nghĩ một lúc và nói, đừng có gấp, dưới thiên kiếp cửu tử nhất sinh. Ta muốn nhìn xem thằng nhóc này độ kiếp thành công như thế nào. Cho dù hắn có độ kiếp thành công đi nữa, đến lúc đó cũng sẽ ở trong trạng thái yếu ớt không chịu nổi, bóp chết hắn cũng dễ như bóp chết một con kiến mà thôi. Đúng. Đây là thiên kiếp chứ không phải trò đùa. Tuy chúng ta không thể ra tay bây giờ nhưng có thể làm điều đó khi hắn vượt qua thiên kiếp. Nếu hắn độ kiếp thất bại thì cũng bất việc. Lão nhị ẻo là nở nụ cười. Dương Bách Xuyên nghe được hết tất cả nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Sau khi nghĩ một lúc, hắn lại nở nụ cười. Đương nhiên hắn có biết về thiên kiếp, và hắn cũng không chắc mình có thể thành công vượt qua thiên kiếp không. Sở dĩ nuốt linh thạch cực phẩm cũng là do bị hai người mặt sẹo ép đến mức không còn cách nào nữa, bằng không hắn cũng sẽ không vội vàng mạnh bạo tăng tu vi và dẫn thiên kiếp đến nhanh như vậy. Hắn biết một khi chân khí trong cơ thể viên mãn sẽ dẫn thiên kiếp đến, tới lúc đó hai người mặt sẹo cũng không dám ra tay với hắn. Nhưng bây giờ khi nghe hai người nói chuyện, lòng hắn lại có một suy nghĩ. Dù sao cũng đã thế rồi. Hắn vượt qua thiên kiếp sẽ có một khoảng thời gian suy yếu nên không thể trốn khỏi tay hai người được, không độ kiếp được thì sẽ chết. Như vậy không bằng kéo theo hai cái đệm lưng chẳng phải tốt hơn sao? Đùng đoàng. Dẹt dẹt. Lúc này thiên kiếp phía trên chân trời đã tích tụ xong, đánh xuống tia lôi kiếp thứ nhất. Dựa theo những gì sư phụ nói trước kia, thiên kiếp kim đan chỉ là bài kiểm tra sơ cấp của thiên đạo mà thôi. Gọi là tam cửu thiên kiếp vì có ba kiếp nạn lớn, mỗi kiếp nạn lớn lại có ba tia lôi điện đánh xuống, công kích chín tia lôi kiếp. Tia sau sẽ có uy lực mạnh mẽ hơn tia trước. Giai đoạn kiếp nạn lớn đầu tiên chính là lôi kiếp phong hỏa. Bên trong lôi kiếp sẽ có M phong và thiên hỏa ở trong đó. Giai đoạn kiếp nạn lớn thứ hai tên là thiên cương địa sát kiếp, trong lôi điện sẽ xuất hiện sát khí trong thiên địa xông thẳng vào xương cốt cơ thể. Giai đoạn kiếp nạn lớn thứ ba tên là đại kiếp tâm ma, ngoại trừ uy lực của thiên lôi thì còn nảy sinh tâm ma. Ba kiếp nạn lớn, kiếp nạn sau lại càng khó chơi hơn kiếp nạn trước, đặc biệt là kiếp nạn tâm ma cuối cùng, những người không có tâm trí kiên định sẽ rơi vào ảo giác và không muốn tỉnh lại. Nhưng vào lúc được thỏa mãn hư vinh nhất cũng là lúc tâm trí sẽ lâm vào tâm cảnh tâm ma, hoàn toàn không đề phòng được bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Đây cũng là thời gian suy yếu trong lời mặt sẹo. Dương Bách Xuyên có những kiến thức này về thiên kiếp nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng gặp bao giờ và cũng chưa tự mình trải qua. Vì thế hắn không chắc chắn với việc này chút nào cả. Hơn nữa lại có hai kẻ địch rất mạnh ở bên cạnh, không có ai bảo vệ hắn cả. Tương đương với việc tự sát. Cho nên hắn dứt khoát bất chấp tất cả, chuẩn bị kéo hai người mặt sẹo làm đệm lưng. Nếu có thể giết hai người trước đại kiếp tâm ma thì không có người ngoài nào quấy nhiễu hắn nữa. Nói không chừng hắn còn có hy vọng vượt qua được thiên kiếp. Trong lúc suy nghĩ biến đổi liên hồi, tia lôi kiếp đầu tiên đã đánh xuống. Dương Bách Xuyên nhìn hai người mặt sẹo rồi chợt nhoẻn miệng cười, tính toán tốt đấy, nhưng ông đây sẽ không cho các ngươi được như ý nguyện đâu. Mặt sẹo, không phải ngươi có khu vực kim đan mượn thiên địa chi thế sao? Bây giờ ông đây cũng có thể mượn thiên kiếp chi uy, chúng ta có thể thử xem ai mạnh hơn ai, ha ha. Nói xong. Dương Bách Xuyên nhấc chân khởi động chỉ xích thiên nhai công nhanh chóng vọt về phía hai người mặt sẹo. Hành động bất thình lình của Dương Bách Xuyên dọa cho hai huynh đệ mặt sẹo sợ chết khiếp. Bọn họ không ngờ đến lúc này Dương Bách Xuyên vẫn không thèm nghĩ cách ứng phó với thiên kiếp mà lại vọt về phía hai người họ. Trong nháy mắt, hai người mặt sẹo hiểu ra Dương Bách Xuyên định bất chấp tất cả muốn kéo hai người bọn họ làm đệm lưng. Tên điên! Sắc mặt sẹo biến đổi. Tuy ông ta mạnh nhưng cũng không có tự tin có thể đối phó với thiên kiếp chi uy. Trầm giọng mắng một tiếng, ông ta nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này Dương Bách Xuyên đi đến đâu lôi kiếp sẽ đánh xuống đó, chỉ cần đến gần Dương Bách Xuyên trong phạm vi 9 mét thì chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng của lôi thiên. Hơn nữa,
nếu trong phạm vi thiên kiếp có người thứ hai xuất hiện, lôi kiếp chi uy sẽ tăng gấp bội. Cho nên mặt sẹo mới mắng Dương Bách Xuyên là kẻ điên, ông ta hoàn toàn không dám để Dương Bách Xuyên tiếp cận mình và bắt đầu chạy trốn với tốc độ đỉnh nhất trong đời, không dám để Dương Bách Xuyên đuổi theo. Mặt sẹo có tu vi cao nên phản ứng nhanh, ông ta nhanh chóng lui về sau tránh né sự xông tới của Dương Bách Xuyên. Nhưng nhị đệ của ông ta mới chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ nên không có tốc độ nhanh như mặt sẹo được. Chính vì thế phản ứng cũng chậm hơn một bước, hơn nữa trước đó hai huynh đệ lại đứng chung một chỗ. Khi Dương Bách Xuyên nhấc chân lên lao tới, lão nhị sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong nháy mắt khi hắn ta xoay người, lôi kiếp đã bổ xuống. Dẹt. Rõ ràng chỉ là một tia lôi kiếm to bằng ngón tay thôi, nhưng khi bổ xuống lại nở hoa tứ phía, diện tích lan trong phạm vi 9 mét. Đúng lúc lão nhị ẻo lả lại nằm trong phạm vi đó. A! A! Hắn ta đồng thanh kêu lên thảm thiết với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lập tức cảm thấy toàn thân như chết lặng, mái tóc dài đã nuôi được hơn một năm nháy mắt cháy đen. Cũng may hắn đã khởi động công pháp càn khôn trong ngoài. Xem như có thể cứng rắn chống chọi với tia lôi kiếp này. Lão nhị ẻo là thảm hại hơn Dương Bách Xuyên nhiều, trong phạm vi lôi kiếp hắn ta thuộc vào nhóm quấy nhiễu bên ngoài. Uy lực của lôi kiếp vô cùng mạnh bổ xuống người lão nhị, toàn thân hắn ta đều cháy đen bốc khói, chỉ có thể nằm oặt xuống đất co giật. Trong lúc vận chuyển công pháp, Dương Bách Xuyên cảm thấy có một vài chi giác bị lôi kiếp bổ cho chết lặng đã khôi phục lại. Đùng đoàng. Dẹt dẹt. Lúc này, tia lôi kiếp thứ hai bổ xuống. Dương Bách Xuyên cắn răng, lại lần nữa nhào về phía lão nhị ẻo lả vẫn còn đang nằm trên đất không đứng dậy nổi. Lão nhị chạy mau, mặt sẹo ở phía xa nhìn thấy Dương Bách Xuyên hành động như vậy bèn vội vàng hô to với lão nhị. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ để cho lão nhị ẻo lả có cơ hội chạy trốn ư? Đáp án là không. Hắn đã chịu không ít nhục nhã từ tên ngu ẻo lả này khi còn ở trong nhà giam rồi. Mới nghĩ lại mà đến giờ Dương Bách Xuyên vẫn nổi da gà. Tối hôm đó khi dẫn tiểu hòa thượng chạy khỏi nhà giam thất bại, hắn cảm nhận được rõ tên âm Dương ẻo lả này sờ soạng người mình một cái. Lúc ấy tu vi hắn bị mặt sẹo phong ấn nên không thể động đậy, quả thực sống không bằng chết. Hắn đã từng thề trong lòng, rằng khi có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ chơi chết cái tên chó má này. Hiện tại cuối cùng cũng có thể báo thù. Lúc này, khi nghe đại ca mình hô to, lão nhị ẻo lả cố nén cảm giác đau đớn chết lặng toàn thân mà đứng dậy thúc giục tinh huyết phong mạng để chạy trốn. Tuy nhiên, vào giây phút hắn ta đứng dậy, tiếng sấm phía chân trời vang lên, sau lưng cũng cảm thấy bị đột kích rất mạnh. Vừa quay đầu nhìn lại, hắn ta đã thấy Dương Bách Xuyên đang ở sau lưng hắn ta cười âm hiểm, đôi tay đặt lên bả vai hắn ta. Không, lão nhị ẻo lả hoảng sợ kêu to. Ầm. Trong tiếng ngân vang đó, tia lôi kiếp thứ hai càng mạnh mẽ bổ xuống hơn. Tia sét thứ hai giáng xuống, trực tiếp đưa lão nhị ẻo lả đang hoảng sợ xuống địa ngục. Nói chính xác là Dương Bách Xuyên mượn thế một đấm nện nổ đầu hắn ta. Bởi vì trên người của Dương Bách Xuyên còn có một ưu thế, mặc dù dưới thiên kiếp thì uy lực không lớn nhưng cũng đủ giúp hắn chống đỡ lúc thiên kiếp đánh vào người, duy trì ý thức vung vẩy nắm đấm đánh nát đầu nhị gia ẻo lả. Ưu thế đó chính là một trong ba pháp thuật mà sư phụ truyền thụ cho Dương Bách Xuyên, thuật khống lôi. Thuật khống lôi trên tay Dương Bách Xuyên trung quy vẫn là pháp thuật, các loại khống chế là khống chế các loại trạng thái tĩnh bất động, nhưng không thể nào khống chế thiên kiếp chi lôi. Thiên kiếp chi lôi là thử thách của thiên đạo dành cho tu chân giả, có sự sống, càng có linh tính, pháp thuật nho nhỏ vẫn chưa đủ để khống chế thiên lôi chi uy. Có điều sau khi lôi kiếp tiến vào người, trên người Dương Bách Xuyên đã biến thành một tia sét trong trạng thái tĩnh. Hắn có thể dựa vào thuật khống lôi hoặc nhiều hoặc ít chuyển một ít uy lực của lôi kiếp, chia sẻ sức mạnh lôi kiếp đánh vào người. Vì vậy lúc tia lôi kiếp thứ hai đánh vào người, hắn và lão nhị ẻo lả đồng thời trúng chiêu. Nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể dựa vào ưu thế thuật khống lôi để cử động cơ thể, tấn công lão nhị ẻo lả. Mà lão nhị ẻo lả thì trực tiếp lặng người không nhúc nhích được, cơ thể chứa lôi kiếp chỉ có thể hoảng sợ. Hắn ta trơ mắt nhìn một quyền của Dương Bách Xuyên đánh bể đầu mình. Lão nhị. Mặt sẹo ở phía xa toàn thân run rẩy giống lớn một tiếng, nhưng ông ta không dám lại gần Dương Bách Xuyên, chỉ có thể nhìn lão nhị bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh nổ đầu.
Uy lực của hai tia sét khiến toàn thân Dương Bách Xuyên bị đánh tới tơi tả, quần áo trên người không còn nữa, trần như nhộng. Toàn thân hắn bị cháy đen thui, xem như che được chỗ xấu hổ, toàn thân như bị đao kiếm chặt chém, không có chỗ nào là không đau. Có điều với Dương Bách Xuyên mà nói thì vẫn đáng giá. Bởi vì hắn giết chết lão nhị ẻo là dưới uy lực của hai tia lôi kiếp liên tiếp, chuyện này trong mắt Mặt Sẹo rất biến thái, lại càng dọa ông ta sợ tới mức trực tiếp bỏ chạy. Dương Bách Xuyên nhìn thi thể không đầu ngã dưới đất rồi nhìn Mặt Sẹo ánh mắt âm trầm như nước, nhếch miệng cười cười, đột nhiên nhấc chân trực tiếp giẫm nát đan điền của lão nhị ẻo là. Mục đích của Dương Bách Xuyên là không cho kẻ địch có chút cơ hội nào, một cước này của hắn trực tiếp giẫm nát kim đan trong đan điền của lão nhị ẻo là, khiến hắn ta chỉ có thể hồn phi phách tán. Không phải lòng dạ Dương Bách Xuyên độc ác, mà là trong lòng hắn biết rõ từ khi hắn đến thế giới thu chân thuần túy sơn hải giới này, nếu như không lòng dạ độc ác không ra tay tàn nhẫn thì hắn sẽ chết tới mức không còn thừa lại chút cho. Dù sao cũng đều là kẻ địch, đều là chém giết cắn xé lẫn nhau, huống hồ gì là người khác muốn giết hắn, hắn chẳng có lý do gì để nương tay. Những lời truyền thừa sư phụ để lại trong đầu nói cho Dương Bách Xuyên biết, tu chân giả kim đan kỳ, thần hồn có thể thai nghén bên trong kim đan ở đan điền, sau khi cơ thể chết thì thần hồn vẫn còn sống được một khoảng thời gian. Nếu đã giết kẻ địch thì phải hủy diệt đan điền của hắn ta, khiến hắn ta hoàn toàn hồn phi phách tán biến mất khỏi đất trời. Đến tận lúc này Dương Bách Xuyên đã ghét hai tu sĩ kim đan sơ kỳ từng vượt qua thiên kiếp, xem như là tu chân giả thật sự. Bây giờ chỉ còn lại một tên Mặt Sẹo. Dương Bách Xuyên không biết mình còn có thể dựa vào uy lực của thiên kiếp để giết chết Mặt Sẹo hay không. Lúc này hắn đã bị sức mạnh của lôi kiếp đánh tới mức toàn thân đang bốc khói, đau đớn vô cùng, đi lại cũng là vấn đề. Điều Dương Bách Xuyên có thể làm chính là cố gắng vận chuyển càn khôn công trong ngoài để loại bỏ uy lực của lôi kiếp. Ầm ầm. Răng rắc. Được rồi. Thiên kiếp không cho Dương Bách Xuyên một chút thời gian nào để thở dốc, tia thiên kiếp thứ ba lập tức giáng xuống. Giống. Trong miệng Dương Bách Xuyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết không thuộc về mình. Tia lôi kiếp thứ ba này đánh trúng sau lưng, hắn vận chuyển càn khôn trong ngoài cũng không vận chuyển được. Phụt. Một ngụm máu lớn phun ra. Đây là hậu quả khí huyết trong cơ thể cũng bị lôi kiếp bổ lung tung. Trước kia sư phụ thường nói thiên đạo vô tình. Lúc đó Dương Bách Xuyên không hiểu, nhưng bây giờ hắn đã hiểu đôi chút rồi. Thử thách của thiên kiếp căn bản sẽ không để ý tới việc tình huống của ngươi có ổn hay không. Thiên kiếp từng tia lại từng tia bổ xuống, đánh chết thì thôi, không nói chuyện tình cảm, như vậy khiến hắn cả chút thời gian để điều trị thở dốc cũng không có. Ba tia lôi kiếp nối tiếp nhau giáng xuống, chứng minh đoạn phong hỏa thiên kiếp đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ phải xem Dương Bách Xuyên có vượt qua được hay không. Lôi điện xuất hiện trong ba tia lôi kiếp này còn có M phong thiên hỏa, M phong nhập cổ, thiên hỏa phần thân. Cảm giác này Dương Bách Xuyên đã lập tức cảm nhận được vào lúc tia lôi kiếp thứ ba đánh vào người. Giờ phút này từng khúc xương trong toàn cơ thể hắn đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo, trong ngoài quanh người thì lại bắt đầu nóng lên. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau càng lúc càng lớn mạnh, nếu để tình huống này tiếp tục phát triển. Dương Bách Xuyên biết sớm muộn gì xương cốt và kinh mạch của hắn cũng sẽ bị tổn hại. Bây giờ Dương Bách Xuyên bất chấp tất cả vội vàng vận chuyển chân khí hết toàn thân để chống đỡ âm phong thiên hỏa. Thế nhưng bất luận Dương Bách Xuyên cố gắng thế nào thì uy lực của M phong và thiên hỏa tiến vào trong cơ thể cũng không giảm chút nào, ngược lại càng lớn mạnh. Hắn càng chống cự muốn loại trừ thì M phong và chân hỏa lọt vào cắn trả càng lớn. Cả cơ thể cũng bị tia lôi kiếp thứ ba mạnh mẽ bổ tới máu thịt be bét, tỏa ra mùi cháy khét nồng nặc. Nếu không phải ý chí của Dương Bách Xuyên kiên định thì chỉ e lúc này đã ngã xuống đất. Khá may mắn là sau khi ba tia thiên kiếp của đoạn đầu tiên hoàn thành, thiên cương địa sát kiếp của đoạn thứ hai không lập tức kéo tới. Mà lúc này mây đen lôi kiếp trời sinh ùn ùn kéo đến, bên trong ầm ầm rung động, sức mạnh sấm sét chuyển động dữ dội vần quanh. Thọt nhìn đoạn lôi kiếp lớn thứ hai đang thai nghén, còn kinh khủng hơn đoạn đầu tiên. Lúc này Mặt Sẹo ở phía xa hiển nhiên cũng nhìn thấy tình huống của Dương Bách Xuyên. Ông ta đã đi mà quay lại, dừng ở chỗ cách Dương Bách Xuyên 20 thước, âm u nói, nhãi con, sức mạnh của đoạn thiên kiếp đầu tiên còn không vượt qua được, thiên cương địa sát kiếp của đoạn thứ hai càng hung mãnh hơn, nhìn qua mây đen che trời,
thằng nhãi ngươi cũng là một sát tinh hai tay dính đầy máu tươi, ta ngược lại muốn xem thử ngươi chết thế nào. Trong lời nói của mặt sẹo tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Dương Bách Xuyên ra vẻ bình tĩnh, nhìn mặt sẹo nói, bây giờ ta đang trong tình trạng nguy kịch, ngươi chỉ cần qua đây cho ta một kích là có thể báo thù cho hai huynh đệ của ngươi, sao không dám chứ? Hừ, thằng nhãi ngươi có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, ta cần gì phải ra tay chứ? Ta ở bên cạnh từ từ xem ngươi bị sấm sét bổ thành cho tàn là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải tốn công? Mặt sẹo vậy mà lại không hề thả lỏng cảnh giác chút nào. Dương Bách Xuyên càng nói thế thì trong lòng ông ta càng không dám tiến lên. Hơn nữa mây lôi kiếp ở chân trời càng ngày càng lớn mạnh, đối với uy lực của thiên kiếp, không phải mặt sẹo chưa từng trải qua, ông ta sợ như sợ hổ, ông ta sẽ không mắc lừa đâu. Kỳ thật Dương Bách Xuyên cũng lo mặt sẹo sẽ ngáng chân mình vào lúc này nên cố ý thăm dò, bây giờ xem ra chắc mặt sẹo sẽ không ra tay, sẽ chỉ đứng xem trò vui. Mà hoàn toàn chính xác. Lúc này tình huống trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã vô cùng hỏng bét, xương cốt sau khi bị M Phong xâm nhập đã càng lúc càng nghiêm trọng, kinh mạch cơ thể từ trong ra ngoài đều có cảm giác bị đốt cháy, chân khí của hắn cơ bản đã không còn hiệu quả chống đỡ. Chẳng lẽ cứ chết như vậy sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên tự nói một câu. Ngay sau khi những lời này vang lên trong lòng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thằng nhóc thối, mới đó mà đã muốn từ bỏ rồi sao? Con đúng là phế vật mà, chỉ là một phong hỏa kiếp của kim đan kỳ cũng đã khiến con sinh lòng e sợ, sau này uy lực đại thiên kiếp của độ kiếp kỳ còn lớn hơn, nếu như con đã có tâm thái thế này thì có 10 vạn trăm vạn cái mạng thì cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như cả một thiên kiếp thử thách kim đan mà con cũng không chống lại nổi thì chết sớm đầu thai sớm, miễn cho vi sư mất mặt. Giọng nói chửi bới không ngừng Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện ngay trong đầu Dương Bách Xuyên này chính là sư phụ Vân Thiên Tà của hắn. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói của Vân Thiên Tà thì chẳng hiểu sao cảm thấy trong lòng yên ổn lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông, tiếng chửi bới đã lâu không nghe, ngược lại trong lòng cảm thấy yên tâm. Dương Bách Xuyên vội vàng già mồm nói, lão già đáng chết, có phải lúc người cắn nuốt bổn nguyên thạch trong bình càn khôn đã sớm tỉnh hay không? Đúng thì sao, chẳng lẽ chuyện gì con cũng muốn trông chờ vi sư hay sao? Vi sư nói cho con biết. Bây giờ con đã bước chân vào thế giới tu chân giả chân chính, từ nay về sau những gì con phải đối mặt sẽ tàn khốc hơn trên trái đất của con nghìn lần vạn lần, con đường sau này của con chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Đừng hy vọng vi sẽ giúp đỡ con, nếu không thành tựu của con chỉ dừng lại ở bước này thôi. Một thiên kiếp kim đan nho nhỏ cũng khiến con sinh lòng sợ hãi thì con còn có thể làm gì? Ai nói con từ bỏ? Chỉ là tiểu thiên kiếp mà thôi, đương nhiên con có thể vượt qua được. Dương Bách Xuyên mạnh miệng không thừa nhận. Vân Thiên Tà hừ lạnh nói, hừ, trước mặt vi sư còn mạnh miệng. Thằng nhóc thối con hãy nhớ kỹ, tuy rằng thiên kiếp đáng sợ nhưng là thử thách của thiên đạo, là thử thách thì có trừng phạt, cũng có phần thưởng. Thiên kiếp cũng là sức mạnh trời đất, không phải là không thể chiến thắng, nếu là sức mạnh trời đất thì có thể tiện thể hấp thu luyện hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe cho kỹ, đừng luôn chống cự. Hãy nghĩ cách mà mượn sức mạnh thiên kiếp để rèn luyện cơ thể, cơ hội như vậy cả đời chỉ có một lần thôi, càn khôn quyết cũng không phải ăn chay, chẳng qua chỉ là chịu chút nỗi khổ da thịt mà thôi, cắn răng chịu đựng cho qua, còn có thể đạt được kim đan đại đạo, phải có lòng đi ngược với ý trời mới có thể mượn thiên địa chi thế. Ặc, lão đầu, còn ít đọc sách, người đừng có mà lừa con chưa từng nghe nói dùng sức mạnh thiên kiếp rèn luyện thân thể, ba tia thiên kiếp lúc trước. Nếu như không phải chân khí chống đỡ thì lúc này con đã sớm bị đánh thành cho bụi rồi. Dương Bách Xuyên bị lời của Vân Thiên Tà dọa sợ, hiện tại hắn nghi ngờ có phải mình đã gặp phải sư phụ giả hay không. Thằng nhóc vô sỉ, vi sư con là thập nhị kiếp tán tiên, cả đời đã từng trải qua 14 lần độ kiếp của tán tiên còn khó hơn gấp nghìn lần, mỗi lần đều là hủy thiên diệt địa, vi sư cũng có thể vượt qua, thằng nhóc như con chút thiên kiếp này đã tính là gì, xin hay không thì tùy. Vân Thiên Tà chửi mắng. Ặc. Dương Bách Xuyên nghĩ cũng đúng, nói tới độ thiên kiếp thì sư phụ mình tuyệt đối chính là tổ tông cấp bậc. Hắn lập tức cười gian trá nói, lão đầu, đừng tức giận, con tin mà, trước tiên người nói cho con biết phải làm gì bước tiếp theo, M Phong và thiên hỏa trong cơ thể con có phải sẽ ầm ĩ lên không? Vận công, trực tiếp luyện hóa hấp thu nó, mở khiếu huyệt toàn thân ra, không cần chống cự, chỉ cần dẫn dắt nhập vào khiếu huyệt và đan điền. Phong hỏa thiên kiếp sẽ tự hóa giải. Vân Thiên Tà đáp,
Lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể làm sao cách của sư phụ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu luyện công, quả nhiên dựa theo cách sư phụ chỉ điểm, gió lạnh trong xương tủy và sức nóng như lửa trong kinh mạch cũng dần biến mất. Lần này, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng mừng rỡ, mà ở phía chân trời, Thiên Khương Địa Sát thứ hai cuối cùng cũng hình thành. Giữa đám mây, một tia lôi điện bổ thẳng xuống, lôi điện này còn mạnh gấp đôi so với lần trước, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, có lão đầu tổ tông của độ kiếp áp trận, hiện tại Dương Bách Xuyên không sợ chút nào, không phải là chịu chút khổ thôi sao, cái này thì hắn không sợ. Lúc này, khóe mắt liếc thấy mặt sẹo đang đứng phía xa xa, trông ông ta có chút hả hê. Dương Bách Xuyên cười nham hiểm, đã tới lúc hắn chơi trò mèo vờn chuột với mặt sẹo rồi. Mặt sẹo vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Dương Bách Xuyên, ông ta rất nhạy bén, cảm giác được Dương Bách Xuyên đang nhìn mình, trong nháy mắt ông ta nhìn thấy khóe miệng Dương Bách Xuyên lộ ra nụ cười gian trá, không hiểu sao trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn, theo bản năng ông ta bỏ chạy không chút do dự. Ông ta không dám đánh cuộc, trong mắt của mặt sẹo, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này quá tà ác, ông ta vẫn nên quan sát tên này độ kiếp từ xa là được, hoặc nhìn Dương Bách Xuyên bị thiên lôi đánh chết. Hoặc là đợi sau khi Dương Bách Xuyên sau khi vượt qua thiên kiếp sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, ông ta sẽ xuống tay. Trước lúc đó, mặt sẹo vẫn nên hết sức cảnh giác thì hơn. Khoảnh khắc hắn xoay người, lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, mà Dương Bách Xuyên quả nhiên đã hóa thành một tia chớp lao về phía ông ta. Mặt sẹo hô lên nguy hiểm, nếu như bị tên tiểu tử này đuổi kịp, uy lực của tia lôi kiếp thứ hai này thật sự là đáng sợ. Tốc độ di chuyển của Dương Bách Xuyên hết sức quỷ dị, mặt sẹo đương nhiên biết rõ điều này, vì thế khi xoay người bỏ chạy, ông ta đã sử dụng thuật huyết đột, thiêu đốt máu của bản thân. Mặc dù hao tổn nguyên khí, phải trả một cái giá rất đắt, nhưng đây là cách duy nhất để thoát khỏi tốc độ truy đuổi của Dương Bách Xuyên. Nói cho cùng, so với việc bị Dương Bách Xuyên đuổi kịp chịu ảnh hưởng của thiên kiếp, hao tổn chân nguyên thì ông ta trở về bù lại là được rồi. Mặt sẹo không dám đến gần Dương Bách Xuyên, uy lực của thiên kiếp, mặt sẹo đã từng trải qua, ông ta biết rõ đó là lực lượng cường đại tới mức nào. Rắc rắc. Khi mà khoảng cách chỉ còn lại vài chục mét, thiên kiếp đã nổ vang ở phía sau. Trên lưng mặt sẹo toát cả mồ hôi lạnh. Tên tiểu tử này điên thật rồi, hắn căn bản không thèm đếm xỉa tới uy lực của thiên kiếp, không đi đối phó với thiên kiếp chính là muốn kéo ông ta làm đệm lưng. Trong lòng mặt sẹo thầm kêu rên. Thiếu chút nữa đã bị thiên kiếp tác động rồi. Dương Bách Xuyên vẫn đang đuổi theo phía sau, mặt sẹo liều mạng thiêu đốt máu của bản thân để chạy trốn. Một màn này đúng là khôi hài, mới đầu là hai huynh đệ bọn họ đuổi, Dương Bách Xuyên chạy, hiện tại thì đảo ngược lại, Dương Bách Xuyên đuổi còn ông ta chạy, nhị đệ đã bị Dương Bách Xuyên thẳng tay giết chết, nghĩ như vậy, mặt sẹo quả thật là muốn ói ra máu. Mà Dương Bách Xuyên cũng xem như là bị tia thứ tư lôi kiếp đánh ở sau lưng, nhưng hắn tin lời của sư phụ, tùy ý để uy lực thiên kiếp tiến vào cơ thể, sau đó trực tiếp luyện hóa. Sau khi càn khôn ám thể quyết vận hành, quả nhiên có thể tiếp nhận. Mặc dù toàn thân đầy vết bầm tím khiến hắn cảm thấy đau đớn, nhưng hắn vẫn kiên trì vận công, điều này khiến Dương Bách Xuyên đau đến không muốn sống. Có điều, trong đầu vang lên giọng của sư phụ, cố chịu đựng. Chỉ cần con dùng công pháp tôi thể vận hành một tuần, thể lực và tinh thần lực của con sẽ tăng lên rất nhiều. Con cũng có thể thử vận công, kinh nguyên thần, nâng cao tinh thần lực đến khi đó chỉ cần vượt qua được thiên kiếp. Sau khi thần hồn của con tiến vào kim đan, lực linh thức của con sẽ mạnh gấp mấy lần so với những người cùng cảnh giới. Còn vết thương trên cơ thể thì con có thể dùng nước sinh mệnh để hồi phục, kết hợp cả trong cả ngoài như vậy cơ thể sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cũng không biết tiểu tử con đầu bị cửa kẹp hay sao, nước thánh sinh mệnh thì không dùng. Cứ phải chịu đau đớn như vậy, đổ máu vô ích. Dương Bách Xuyên bị sư phụ Vân Thiên Tà vừa cay độc vừa mắng, hắn tức muốn chửi ầm lên, nhưng lúc này, thứ nhất là hắn phải ứng phó với uy lực của thiên kiếp, không có thời gian, thứ hai là hắn cũng biết, lão đầu này nhắc nhở không sai. Tâm vừa động, hắn nuốt một giọt nước sinh mệnh từ bình càn khôn. Sức sống mạnh mẽ của nước sinh mệnh tỏa ra khắp cơ thể, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, những vết thương bị lôi kiếp bổ xuống đang được chữa lành dưới tác dụng của nước sinh mệnh. Mà đau đớn trên người hắn cuối cùng cũng được xoa dịu. Nhưng mà tình huống trong cơ thể lại không hề cải thiện chút nào,
thiên kiếp thứ hai này chính là thiên cương địa sát, sau khi hai loại năng lượng một âm một dương tiến vào trong cơ thể, chúng bắt đầu hủy hoại từng tấc da thịt. Đau từ tận sâu trong linh hồn, Dương Bách Xuyên không nhịn được kêu rên, hắn gào lên một tiếng giống như dã thú. Có điều sư phụ Vân Thiên Tà lại thản nhiên nói, đừng để ý tới thiên cương địa sát tổn hại, đây mới là cách là rèn luyện thân thể tốt nhất. Dương Bách Xuyên không nhịn được, hắn giận dữ quát, lão đầu chết tiệt, toàn thân con đau như cắt da cắt thịt, người nói thì hay lắm, người thử nếm trải một chút xem. Nếu vẫn còn tiếp tục phá hủy, con sợ con sẽ thành một đống thịt nát mất. Ha ha, thằng nhóc thối, nếu con có thể trải qua thiên kiếp của tán tiên thì sẽ biết một chút thiên kiếp kim đan, còn con thế này đã là hạnh phúc lắm rồi, vi sư trải qua 12 lần độ kiếp tán tiên, cuối cùng trở thành chí tôn. Khảo nghiệm thảm khốc không còn lời nào để kể, còn có vi sư chỉ điểm, may mắn chết đi được. Năm đó vi sư nhập đạo cũng không có sư phụ chỉ điểm, đều phải tự mình đi về phía trước, con mới có vậy, chút đau đớn này đã là gì, chịu đựng, nếu còn gào lên thì con không phải đàn ông. Thiên cương địa sát, chính là năng lượng âm dương tà ác giữa trời và đất, lúc thường ngày thì quả thật chỉ có con đường chết, nhưng trong lúc độ kiếp thì đây chính là lực tôi thể thượng thừa, lẽ nào con không cảm nhận được. Lực lượng thiên cương địa sát kiếp dung hòa phá vỡ cơ bắp, xương cốt của con, đồng thời cũng sinh ra một sức mạnh thuần dương thuần âm đang chữa lành những chỗ bị phá vỡ sao. Nghe sư phụ nói như vậy, Dương Bách Xuyên mới bắt đầu chú ý tới, hiện tại cảm nhận kỹ hơn, thật đúng như lời sư phụ nói, quả nhiên hắn phát hiện lực lượng thiên cương địa sát kiếp có tính hủy diệt cực lớn, nhưng sau đó lại xuất hiện một cỗ lực lượng khác, thuần âm thuần dương nối tiếp thiên cương địa sát kiếp, phục hồi một cách nhanh chóng. Hơn nữa, cơ bắp kinh mạch sau khi được lực lượng thuần âm thuần dương chữa trị còn mạnh hơn cả lúc trước. Cứ tiếp tục như vậy thì chính là đang đúc lại thân thể cho hắn. Cái gì tốt cho bản thân thì không phải bàn. Sau khi nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cảm giác hình như cũng không đau tới như vậy. Sau một hồi, trạng thái trong cơ thể hắn cũng dần ổn định lại, cứ theo đà này, có bao nhiêu tia thiên lôi thì Dương Bách Xuyên cũng có thể chống đỡ được. Nhìn mặt sẹo đang ở phía xa xa, Dương Bách Xuyên cười gian trá nói, không ngờ còn dùng cả thiêu đốt tinh huyết để chạy trốn, ta cũng muốn xem thử, người có bao nhiêu máu để thiêu đốt. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bước ra một bước đã hơn 100 mét, tiếp tục truy đuổi theo mặt sẹo. Trên mặt đất, mặt sẹo đang chạy cách xa Dương Bách Xuyên vài trăm mét. Mà quần áo Dương Bách Xuyên đã lôi kiếp phá hủy, hắn trần truồng đuổi theo mặt sẹo. Tia thiên kiếp thứ 6 giáng xuống. Tia thứ 6 cũng xuống theo. Sau khi thích ứng với lời chỉ điểm của sư phụ Vân Thiên Tà, Dương Bách Xuyên cắn răng chống đỡ lại hai tia lôi kiếp. Hơn nữa, hắn còn không nghe thấy tiếng bước chân của mình, kiên quyết truy đuổi mặt sẹo không buông. Hắn quyết tâm đuổi kịp mặt sẹo, để lôi kiếp bổ xuống mới can tâm. Hai người vừa đuổi vừa chạy, chạy được một đoạn đường dài. Cũng không biết đã đuổi đến tận đâu, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một dãy núi, rất nhanh bọn họ liền tiến vào trong núi sâu vô tận. Còn mặt sẹo thì sắp khóc tới nơi, ông ta nhìn ra, Dương Bách Xuyên bị thiên kiếp đánh không những không sao mà còn cường đại hơn, mấu chốt nhất là tên tiểu tử này còn đuổi theo ông ta không buông. Nhưng thứ mà mặt sẹo thiêu đốt để chạy chính là máu, sẽ chết người đấy. Lúc này, mặt sẹo đã thật sự sợ hãi, ông ta vừa chạy vừa khóc nức nở. Dương Bách Xuyên, người tha cho ta đi, ân oán giữa chúng ta là thuận mua vừa bán, ta bảo đảm sẽ không gây phiền toái cho ngươi nữa. Ha ha ha, được thôi, Dương Bách Xuyên nheo mắt trả lời. Điều này khiến mặt sẹo mừng thầm. Nhưng giây tiếp theo Dương Bách Xuyên lại nói, nhưng mà, người đứng đây để xét đánh một cái thì ta sẽ tha cho ngươi. Ta, mặt sẹo chỉ muốn hộc máu ngay tức khắc, tên xúc vật này, người đã vượt qua 6 tia lôi kiếp. Sắp sang tia thứ 7 rồi, lôi kiếp lần này còn mạnh hơn trước, người bảo ta đứng đây để xét đánh. Đã đến nước này rồi, Dương Bách Xuyên đương nhiên cũng không ngây thơ mà bỏ qua cho mặt sẹo. Nếu như đánh không lại thì xin hàng, cái giá này cũng quá rẻ mạt. Hắn căn bản không có ý định tha cho mặt sẹo, trong mắt của Dương Bách Xuyên, ông ta chính là uy hiếp lớn nhất. Mà mặt sẹo cũng hiểu rõ Dương Bách Xuyên có ý định giết ông ta. Vì vậy cũng dứt khoát dừng lại không chạy nữa, ông ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần Dương Bách Xuyên ra tay thì máu không cơ thể cũng sẽ bị thiêu đốt cạn, lúc đó ông ta sẽ chết, mặt sẹo nhìn Dương Bách Xuyên nói tiểu tử,
ngươi thật sự cho rằng ông đây không có bản lĩnh gì sao? Ngươi cứ thử xem. Dương Bách Xuyên cười gian, giờ phút này thứ hắn dựa lưng chính là lôi kiếp, thật đúng là có một loại khí thế không sợ thần Phật. Sư phụ đã nói phải có tâm chống trời, hắn đã nghe theo, cộng thêm trong lúc độ kiếp phát sinh biến hóa, vì vậy mà nội tâm của Dương Bách Xuyên lúc này quả thật là rất bá đạo. Ngươi, mặt sẹo nhất thời tức giận, ông ta đương nhiên là có rất nhiều thủ đoạn, nhưng hiện tại trên người Dương Bách Xuyên còn có lôi kiếp, ông ta chán nản như chó cắn nhím, nuốt thế nào cũng không trôi. Ai mà ngờ lại có người dựa được sức mạnh của lôi kiếp, hơn nữa còn dựa đến mức này. Mấu chốt là hắn ta còn không bị sét đánh chết. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm vang vọng trên bầu trời, lúc này Dương Bách Xuyên đã vượt qua được phong hỏa, hai giai đoạn thiên kiếp, sáu tia lôi kiếp, hiện tại đã tiến vào kiếp nạn lớn thứ ba là tâm ma, bầu trời xuất hiện một dấu hiệu ngắn ngủi. Giữa các lôi liếp sẽ dừng lại một lúc, gọi là thời gian ấp ủ. Trên bầu trời đầy sấm sét, ngay sau đó là một tiếng sét vang lên, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một cỗ căn nguyên. Trong lòng hắn không khỏi run sợ, hắn biết tia thiên kiếp này cũng chính là khảo nghiệm cuối cùng cho hắn. Điều quan trọng lúc này là phải giải quyết được mặt sẹo. Lần lôi kiếp thứ ba này không giống với hai lần trước, lần này là tâm ma kiếp. Ngoại trừ uy lực lôi kiếp cường đại hơn thì trong đó hỗn loạn nhất là tâm ma, đây mới là thứ khiến người ta mất mạng. Tâm ma vô hình vô tướng, không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng nó lại thật sự tồn tại. Điều khó khăn nhất là chúng nhắm vào những ham muốn sâu thẳm nhất trong trái tim con người. Nó thường đến trong lúc người ta không chú ý tới nhất. Hiện tại đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn hoàn toàn có đủ tự tin để chống lại uy lực của lôi kiếp, nhưng lại không có lòng tin với tâm ma, nếu như không giải quyết mặt sẹo, đợi đến khi tâm ma giáng lên cơ thể hắn, vậy chính là cá trong tay mặt sẹo rồi. Lúc này, cho dù là Dương Bách Xuyên hay mặt sẹo, trong lòng họ đều biết đã đến lúc phải quyết định. Dương Bách Xuyên phải giết chết mặt sẹo thì hắn mới an tâm độ tâm ma kiếp. Còn đối với mặt sẹo mà nói, Dương Bách Xuyên có chết cũng không buông tha cho ông ta, công thêm ông ta thiêu đốt máu đã đến bên bờ nguy hiểm, không thể bỏ chạy được nữa. Còn Dương Bách Xuyên đã đến tâm ma kiếp, mặt sẹo biết ông ta chỉ cần kéo dài thêm thời gian, Dương Bách Xuyên sẽ chết không thể nghi ngờ, vì thế ông ta không thể chạy. Phải nghĩ biện pháp ứng đối với Dương Bách Xuyên. Lúc này lợi dụng thời gian giữa lôi kiếp, đây chính là cơ hội của ông ta. Nghĩ tới đây trong lòng mặt sẹo khẽ lóe lên, trên tay ông ta xuất hiện một cây trường dài, vẻ mặt đầy vẻ nham hiểm, gầm lên một tiếng rồi đâm về phía Dương Bách Xuyên. Nếu ông ta có thể kéo dài thời gian tới khi thiên kiếp thứ ba tâm ma kiếp giáng xuống, ông ta sẽ có được hy vọng thắng. Mặc dù bây giờ tấn công Dương Bách Xuyên có nguy cơ bị thiên kiếp công kích bất cứ lúc nào, nhưng vẫn còn hơn là máu bị thiêu đốt hết. Dương Bách Xuyên nhìn thấy mặt sẹo không trốn tránh mà đâm một thương tới, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của mặt sẹo, không phải hắn cũng đang muốn đánh một trận với mặt sẹo hay sao? Mục đích của mặt sẹo là lợi dụng lần thiên kiếp thứ ba giáng xuống, ông ta sẽ giết hắn, hắn cũng muốn giết chết mặt sẹo trong khoảng thời gian chờ tâm ma kiếp đến, dù sao thì vẫn còn ba kia lôi kiếp nữa. Chỉ cần một tia ảnh hưởng tới mặt sẹo, hắn có đủ tự tin để giết chết ông ta. Theo như lời của sư phụ thì trong tâm ma kiếp sẽ phát huy uy lực lớn nhất ở tia lôi kiếp cuối cùng, hai tia đầu tiên mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Đến đúng lúc lắm, đồ long trên tay Dương Bách Xuyên trần đầy kiếm khí, hắn chuẩn bị liều mạng xông lên. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại bị sư phụ mình chửi mắng. Đồ đần độn vô sỉ. Đối phương là kim đan trung kỳ đã vượt qua thiên kiếp, còn hiện tại ngay cả thiên kiếp cùng chưa vượt qua, liều mạng như vậy khác nào đi chết đâu, động não chút đi có được không? Ặc lão già chết tệt, người nói xem làm sao bây giờ? Con còn phải ứng phó với thiên kiếp, còn cách nào nữa đâu? Con cũng tuyệt vọng lắm đây này. Dương Bách Xuyên buồn phiền than thở, hôm nay là ngày bị lão đầu mắng thảm nhất. Con có chỉ xích thiên nhai công, dùng tốc độ để giết ông ta. Nếu mặt sẹo không thiêu đốt máu thì tốc độ của ông ta sẽ không so được với chỉ xích thiên nhai công của con, đơn giản là dùng tốc độ là có thể áp chế được ông ta rồi, còn có thuật khống lôi sư phụ truyền dạy cho con để ăn kiêng à. Thuật khống lôi không khống chế được thiên lôi, chẳng nhẽ còn không chế trụ được lực lượng lưu lại trong cơ thể con hay sao? Con nói xem đầu óc của con có tác dụng gì vậy?
Sao vi sư lại thu nhận một đứa đần độn như con nhỉ? Giọng điệu của Vân Thiên Tà đầy vẻ ghét bỏ. Con, Dương Bách Xuyên bị sư phụ mắng tới thiếu chút nữa đã phun ra máu, nhưng hắn không có cách nào phản bác lại. Bởi vì lão đầu nói không hề sai, ngẫm lại thì đúng như vậy thật. Thân pháp chỉ xích thiên nhai công của hắn di chuyển nhanh như tia chớp, hiện tại mặt sẹo không chạy, cũng không thể thiêu đốt máu để tăng nhanh tốc độ, đương nhiên là sẽ không so lại được với hắn. Dùng tốc độ để áp chế mặt sẹo là đủ rồi, mặc khác thuật khống lôi quả thật là có thể dùng để ứng phó với mặt sẹo, lúc này hắn đã gắng gượng chống đỡ lại 6 tia lôi kiếp, toàn thân nơi nào cũng có điện, không nói tới thì thôi chứ chỗ này cũng đủ cho mặt sẹo uống no rồi. Nói thì có vẻ như thời gian rất dài, nhưng thật ra tất cả đều chỉ trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nhắc nhở xong, hắn từ bỏ ý định giơ kiếm đổ long đối phó với mặt sẹo. Dưới chân thi triển chỉ xích thiên nhai công biến mất tại chỗ, chớp mắt đã tránh thoát một thương này của mặt sẹo, đâm ngược lại ông ta một kiếm. Keng! Cho dù là tốc độ hay là xuất kiếm thì Dương Bách Xuyên đều cảm giác được bản thân mình rất nhanh, nhưng vẫn bị cây thương của mặt sẹo ngăn lại một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì tu vi của đối phương cũng là kim đan trung kỳ, cảm quan hay là tốc độ đều rất cường đại, hơn nữa mặt sẹo còn có thể sử dụng kim đan. Dương Bách Xuyên muốn đâm trọng thương ông ta là đều không thể. Mặc dù trong lòng thất vọng nhưng điều này vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Thương kiếm chạm vào nhau vang lên một tiếng nặng nề, bọn họ đều dùng lượng chân khí hùng hậu. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cánh tay mình như tê đi, khí huyết trong cơ thể dâng trào, trong lòng hắn vẫn còn chấn động, quả nhiên là tu chân giả kim đan trung kỳ không hề đơn giản, nếu như lấy cứng đối cứng, sợ là chỉ có bản thân hắn chịu thiệt thôi. Hắn nâng tay phải lên, thuật khống lôi bắt đầu thi triển, trong tay giăng đầy lôi điện, phóng thẳng một kích về phía mặt sẹo. Rắc rắc. A. À. Mặt sẹo không biết Dương Bách Xuyên còn có thuật khống lôi, trong cơ thể có lôi điện, lại không đề phòng nên đã bị một kích lôi điện của Dương Bách Xuyên bổ tới. Giây phút này, mặt sẹo như kinh hồn bạt vía, ông ta vốn rất nhạy cảm với lôi điện, nhưng ai mà ngờ Dương Bách Xuyên giơ tay lên lại là một tia lôi điện bổ thẳng lên người ông ta. Mặt sẹo kêu la thảm thiết, ông ta bị dọa là nhiều, cứ tưởng là tâm ma thiên lôi đã bắt đầu rồi. Còn Dương Bách Xuyên bắt được khoảnh khắc hoảng sợ trong chớp mắt này của mặt sẹo, hắn nhanh như tia chớp bước tới, sau khi ra đòn thành công, cơ thể lóe lên di chuyển về phía sau lưng mặt sẹo, trong tay đánh ra hai tia lôi điện. Rắc rắc rắc, chuẩn xác bổ lên người mặt sẹo, khiến ông ta càng hoảng sợ hơn. Ngay lập tức. Dương Bách Xuyên nắm bắt cơ hội cuối cùng cũng ra tay, kiếm đổ long bất ngờ đâm vào sau lưng mặt sẹo. Sau khi mặt sẹo cảm nhận được toàn thân tê dại, tim đập thình thịch, nhưng giây tiếp theo ông ta cảm nhận được có gì không đúng lắm, uy lực của lôi điện này không mạnh như ông ta nghĩ, cảm giác không đúng, ông ta nghĩ hẳn là Dương Bách Xuyên đã sử dụng thuật khống lôi gì đó. Nghĩ tới đây mặt sẹo liền hiểu rõ, nhưng vẫn là muộn một bước, đột nhiên cảm giác được kình phong phía sau lưng. Ông ta vội vàng tránh đi. Phập. A. À. Cuối cùng thì mặt sẹo cũng trốn không thoát. Một kiếm của Dương Bách Xuyên đâm xuyên lưng ông ta. Ầm ầm ầm. Rắc rắc. Trên bầu trời lúc này, cuối cùng tâm ma kiếp cũng giáng xuống, tia thiên lôi thứ bảy. Không. Đồng tử của mặt sẹo đột nhiên co rút lại, ông ta nhìn từng tia sấm sét dày đặc từ trên trời bổ thẳng xuống, muốn chạy trốn. Nhưng sau khi bị Dương Bách Xuyên đâm một kiếm vào lưng, hắn nắm chặt vai ông ta không buông. Lúc này, từng tia thiên lôi giáng thẳng lên hai người họ. Ầm. Giây tiếp theo, trong sự tuyệt vọng của mặt sẹo tia lôi kiếp khổng lồ bổ xuống. Cả vùng đất giăng đầy lôi điện. Trong nháy mắt, thiên lôi cắn nuốt cơ thể Dương Bách Xuyên và mặt sẹo. Chỉ có thể thấy đường kính của tia lôi điện dày đặc đã lan rộng đến hơn 10 mét. Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn có đường kính hơn 10 mét. Bụi bay đầy trời, lôi điện lượn quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng của Dương Bách Xuyên và mặt sẹo đâu. Ngay sau đó, một lia lôi điện lại bổ xuống từ đám mây trên bầu trời. Ầm, ầm. Hai tia lôi điện gần như là liên tiếp nhau, bổ thẳng vào giữa hố lớn. Đến lúc, này tam cửu thiên kiếp của Dương Bách Xuyên cũng đã kết thúc. Cuối cùng sau khi ba đạo lôi kiếp rơi xuống, thiên kiếp tản đi kết quả chỉ có hai loại. Độ kiếp thành công và độ kiếp thất bại.
trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hơn 10 mét, một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi đất tan hết. Chỉ thấy dưới đáy hố sâu 9 mét xuất hiện hai cơ thể cháy đen, hoàn toàn bị biến dạng không thể nhận ra ai với ai. Hai người kia không phải ai khác mà chính là Dương Bách Xuyên và Mặt Sẹo. Từ bên ngoài nhìn vào thì đều bị cháy đen, không nhúc nhích, trên người còn tỏa ra làn khói xanh. 15 phút sau từ lỗ tai một người trong đó đột nhiên chui ra một con côn trùng nhỏ màu ngà sữa. Đó không phải là linh trùng nhân diện của Dương Bách Xuyên sao? Chắc chắn thi thể người cháy đen này chính là Dương Bách Xuyên, cái còn lại chính là Mặt Sẹo. Linh trùng nhân diện chui ra khỏi lỗ tai Dương Bách Xuyên, cũng không hề rời đi, mà sau đi đến ấn đường của Dương Bách Xuyên, lại thấy trên người côn trùng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, lóe sáng theo quy luật. Loại tình huống này nếu có người thạo việc ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đây là linh trùng lại dùng sinh mệnh của mình để cứu lấy chủ nhân. Ngay sau đó trên cánh tay trái trái đen của Dương Bách Xuyên cũng xuất hiện ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, nhanh chóng hiện rõ hoa văn bình càn khôn. Hiển nhiên là Dương Bách Xuyên không chết được, nhưng Mặt Sẹo bên cạnh hắn lại không còn chút khí tức nào, chết đến không thể chết lại. Quay trở lại lúc Dương Bách Xuyên bắt lấy tên Mặt Sẹo bị đạo lôi kiếp thứ bảy đánh xuống. Lúc Dương Bách Xuyên bắt lấy bả vai tên Mặt Sẹo, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn biết lần này tên Mặt Sẹo không chết thì cũng phải bị lột ra. Vì thiên kiếp sau khi bị người ngoài quấy nhiễu, không chỉ gia tăng uy lực, trừng phạt người ngoài so với người độ kiếp còn kinh khủng hơn. Cho nên tên Mặt Sẹo chắc chắn gặp bi kịch. Vả lại Dương Bách Xuyên quyết tâm chết không buông tay. Tiếp sau đó hai đạo thiên kiếp thứ 9 liên tục đánh xuống, đưa tên Mặt Sẹo đi thẳng lên Tây Thiên. Chính xác mà nói thì đạo lôi kiếp thứ 7 đã phá đi lớp phòng thủ trên người tên Mặt Sẹo, đạo tiếp theo đánh chết hắn, đạo thứ 9 thần hồn đều tiêu tán. Mà Dương Bách Xuyên cũng chả khá hơn là bao, đạo lôi kiếp thứ 7 hắn đã gắng gượng chống đỡ được, đạo lôi kiếp tiếp theo đánh xuống khiến cơ thể anh có mùi thịt bị nướng, chân nguyên toàn thân cũng bị đánh nát. Nhưng mà cho dù như thế, Dương Bách Xuyên vẫn ngoan cường chống đỡ. Vì cơ thể hắn đã quen với sức mạnh lôi kiếp, nên bề ngoài nhìn khá thảm, thật ra trong cơ thể hắn đang liên tục chữa trị. Sau khi tia lôi kiếp thứ 9 rơi xuống, Dương Bách Xuyên mới mắt tối sầm mất đi ý thức. Tuy nhiên, lúc Dương Bách Xuyên khôi phục lại ý thức, lại phát hiện mình đã về đến nhà, nhưng lại là dáng vẻ khi còn bé, mặc bộ đồng phục cấp 2 trên người, đang trên đường về nhà. Sau khi vào cổng nhà, hắn thấy em gái Dương San San nhảy nhót đi ra, trong miệng còn đang hát bài hát ca giao thường hát ngày bé, do bà nội dạy. Chim trên cây, kiến trên đất, cười ha ha, em là áo bông nhỏ của ba, là bảo bối ngoan của mẹ. Nghe được bài ca giao quen thuộc trong miệng em gái, trong lòng Dương Bách Xuyên không hiểu sao lại thấy chua xót, em gái từ nhỏ luôn muốn tìm ba mẹ, thế nhưng ba thì mất tích, mẹ thì rời đi lúc con bé còn chưa được một tuổi. Mỗi lần em gái cãi nhau với bạn học chịu thiệt đều sẽ gào khóc đòi ba mẹ trở về. Vì thế mỗi lần Dương Bách Xuyên an ủi, là một lần đau lòng. Tương tự như vậy mỗi lần hắn chịu thiệt cũng sẽ thút thít, nhưng lại cõng bà nội và em gái. Chính vì vậy, hắn đối với em gái Dương San San từ nhỏ đã vô cùng yêu thương. Không cho phép cô bé chịu chút thiệt thòi nào. Lúc này nghe em gái hát ca dao, Dương Bách Xuyên còn tưởng cô bé nghĩ nhớ ba mẹ. Đau lòng gọi San San. Dương San San ngẩng đầu nhìn thấy anh trai Dương Bách Xuyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười mỉm. Vui vẻ chạy đến nói, anh, sao giờ anh mới về, mọi người đều đang chờ anh ăn cơm đấy, em sắp chết đói rồi, hôm nay ba đi câu cá ở Hồ Tiên Nữ, mẹ làm món cá kho mà anh thích nhất đó. Ba, mẹ, Dương Bách Xuyên ngẩn cả người. Ba hắn đã mất tích lúc đang làm nhiệm vụ bộ đội khi hắn mới 4 tuổi. Sau này nghe được từ miệng mẹ Vương Tông Nhân mới biết được, là mất tích ở sa mạc chết phía Tây, mà sau khi mẹ nghe thấy tin tức ba mất tích, bỏ lại em gái chưa đến một tuổi hắn mới 4 tuổi và bà nội mà đi, từ đây bặt vô âm tín, sau khi Dương Bách Xuyên gặp được ông ngoại ở Nam Quốc. Mới biết được năm đó mẹ đi đến sa mạc chết tìm ba, đều mất tích ở sa mạc chết phía Tây. Nhưng bây giờ em gái Dương San San lại nói, ba mẹ đều ở nhà, mẹ còn làm cá kho mà hắn thích nhất. Đây là, chuyện gì đang xảy ra? Dương Bách Xuyên đột nhiên ngơ ngác. Nhìn đồng phục cấp 2 trên người mình, nhìn lại em gái, rõ ràng là học sinh tiểu học và học sinh cấp 2.
đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong đầu dường như có rất nhiều ký ức, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Ngay khi Dương Bách Xuyên còn đang ngây người, bị em gái Dương San San kéo tay đi vào trong nhà. Về đến nhà, trong tay bà nội cầm giỏ rau đang phơi khô đồ ăn, nhìn thấy Dương Bách Xuyên về, vẫn nở nụ cười hiền lành như cũ nói, chú khỉ của bà về rồi mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Vâng, bà nội cháu đi ngay gần như là theo bản năng. Dương Bách Xuyên trở lại, rất tự nhiên đi đến giếng nước trong viện tử hẻo lánh rửa tay. Đang là mùa hạ nên nước trong giếng trong veo lạnh lẽo, nhanh chóng rửa mát tâm hồn Dương Bách Xuyên, hắn nhìn ngôi nhà quen thuộc, nhìn bà nội và em gái cùng đi vào phòng bếp, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hắn biết tất cả điều này đều không phải sự thật, trong đầu cũng liên tục thanh minh, nói rằng mình đang trong độ kiếp tâm ma. Mặc dù tất cả đều là ảo cảnh trong nội tâm của mình, Dương Bách Xuyên vẫn rất hưởng thụ. Sau khi Dương Bách Xuyên rửa tay xong, đi vào phòng khách. Vừa mới đi vào là nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang đang ngồi bên cạnh bàn cơm, một tay cầm chén trà một tay cầm sấp báo đọc. Có lẽ cảm giác được Dương Bách Xuyên đi vào, chỉ thấy ông ấy thả báo xuống, trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra một nụ cười mỉm, con trai về rồi à. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy gương mặt người đàn ông mặc quân trang này, chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm ầm, rơi vào khoảng không. Mà chính lúc này, một giọng nói dịu dàng tràn đầy từ tính vang lên phía sau lưng hắn, con trai xem thử mẹ làm món ngon gì cho con này, mau ngồi xuống ăn cơm, em gái con không chờ nổi rồi. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói quay người lại, một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc nhưng lại có khí chất ung dung xuất hiện. Bà ấy vừa nói chuyện vừa bưng một đĩa cá kho, đặt lên trên bàn. Em gái Dương San San không thể chờ nổi lấy tay bốc lấy. Mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy người phụ nữ này và người đàn ông uy nghiêm cả người không nhịn được run lên, hai người này đúng là ba mẹ mà em gái mong chờ mỗi ngày từ nhỏ nay lại đột nhiên trở về. Nhìn ba mẹ trước mắt Dương Bách Xuyên nhảy nhảy mũi, hai dòng nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Giọng nói run rẩy gọi lên ba mẹ. Từng có lúc trong mơ hắn cũng hy vọng mình có thể gọi hai chữ này thật to, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Mặc dù ba mẹ đều rời đi sớm, nhưng Dương Bách Xuyên từng thấy hình, lại thêm chút trí nhớ mơ hồ khi còn bé, chỉ cần nhìn sơ qua một cái đã có thể nhận ra hai người này chính là ba mẹ hắn. Sao vậy con trai, có phải đánh nhau với bạn học trên trường không? Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa vội vàng đi lại lau nước mắt cho Dương Bách Xuyên. Thằng nhóc thối nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì mà khóc, đánh nhau thua, thì lần sau đánh lại là được rồi, lại đây ba dạy con, bảo đảm từ nay về sau không ai đánh nổi con. Để ba xem có bị thương ở đâu không. Ba trước mắt mặc dù nói lời nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy yêu thương. Cứ nghĩ tất cả những thứ này đều là ảo tưởng trong ảo cảnh, không phải là sự thật. Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại rất để ý, đây chính là hình ảnh mà hắn muốn thấy ở nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn. Có ba mẹ che chở, có bà nội yêu thương. Cho dù là ảo cảnh ta cũng nhận. Dương Bách Xuyên nhìn ba mẹ trước mắt nói thầm trong lòng. Khoảng thời gian sau đó, Dương Bách Xuyên hoàn toàn quên đi tất cả. Đắm chìm vào niềm vui đoàn tụ gia đình, có ba mẹ, có bà nội có em gái. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt hắn đã tốt nghiệp cấp 2 thi vào một trường chuyên cấp 3 trong huyện. Ngày hôm đó gia đình 4 người ba mẹ dẫn theo em gái cùng tiễn hắn đi nhập học. Trong nội tâm luôn có khúc mắc khát vọng tình phụ mẫu, Dương Bách Xuyên hoàn toàn quên đi thân phận tu chân giả của mình. Cũng là ngày hôm nay sắc trời âm u, lúc đi đến cửa trường học, trên trời vang lên tiếng sấm, ngay sau đó là cơn giông bão. Trong một khoảnh khắc Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sấm sét vang trời, trong đầu hắn cũng nhanh chóng hiện lên một số hình ảnh ký ức, nhớ tới mình độ kiếp. Ngay sau đó trong đầu vang lên một giọng nói, thở dài nói, thằng nhóc thối nên tỉnh lại đi, ngươi cũng đã hoàn thành giấc mơ rồi, đây là một cạm bẫy ôn nhu, nếu ngươi không tỉnh lại. Sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, ở bên trong ảo cảnh ngươi sẽ bị bào mòn đến không còn gì, đừng quên trên trái đất còn có bà nội tuổi cao của ngươi, bà lớn tuổi rồi, không còn bao nhiêu thời gian để chờ ngươi nữa đâu. Dương Bách Xuyên nghe được giọng nói ấy nói chuyện, trong đầu nổ ầm một tiếng, rất nhiều hình ảnh ký ức hiện về. Không nhịn được nói, lão già ta hiểu rồi, ta chỉ muốn nhìn ba mẹ nhiều hơn một chút thôi. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên quay người nói với ba mẹ trước mắt, ba, mẹ cảm ơn hai người,
mặc dù chỉ là ảo cảnh, nhưng con vẫn phải cảm ơn vì hai người đã cho con cơ hội được nhìn thấy ba mẹ lần nữa, để con hoàn thành mộng ước tuổi thơ, đền bù cho trái tim vẫn luôn thiếu thốn, cảm ơn. Dứt lời Dương Bách Xuyên nhẹ giọng nhả ra một chữ phá. Chỉ cần mình nhìn thấu, muốn thoát ra khỏi ảo cảnh, chỉ là chuyện trong một ý nghĩ. Cho nên sau khi sư phụ nhắc nhở Dương Bách Xuyên, hắn biết giấc mơ tốt đẹp này đã đến lúc tỉnh lại, sau một chữ phá, ảo cảnh biến mất không thấy nữa. Còn hắn thì ý thức trở về cơ thể. Côn trùng dựa gần nhân trung của Dương Bách Xuyên, sau khi cảm nhận được chủ nhân tỉnh lại, ánh sáng trắng biến mất, sau đó lại tiếp tục chui vào lỗ tai Dương Bách Xuyên. Ngay trong tích tắc mở hai mắt, sâu trong con mắt Dương Bách Xuyên xuất hiện hai kia táng chói nhàn nhạt như sao trời. Cùng lúc đó linh khí thiên địa từ tứ phương tụ đến. Bay vào hố lớn chui vào thể nội Dương Bách Xuyên. Sau khi cơ thể khôi phục ý thức, Dương Bách Xuyên ngồi dậy, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Sau khi hắn đột phá kiếp tâm ma, chân khí trong cơ thể đột phá. Đến giờ phút ngưng kết kim đan, lúc này mới thật sự là cánh cửa nhập đạo, thật sự không dễ dàng, Dương Bách Xuyên không thể qua loa được. Bước qua kiếp tâm ma, ngưng kết kim đan cũng là chuyện nước chảy thành sông. Lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện chân khí đan điền trong cơ thể mình hội tụ thành hình cầu, vận tốc vận chuyển nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Và lại chân khí vận chuyển bên trong liên tục được nén lại. Lúc chân khí trong đan điền đạt đến trạng thái đầy, xuất hiện một người thành niên to bằng nắm đấm. Chẳng qua càng vận chuyển thì nó lại càng thu nhỏ. Dương Bách Xuyên phát hiện chân khí hình cầu mỗi lần xoay một vòng sẽ thu nhỏ lại một phần. Cảm giác đây là kết quả của việc dồn nén và ngưng tụ chân khí. Linh khí thiên địa bên ngoài chui vào cơ thể hắn như một con gió, sau khi đi lại xung quanh trong thể nội, vẫn tiếp tục tiến vào trong quả cầu chân khí liên tục. Cho dù có nhiều linh khí đi vào quả cầu chân khí như thế nào, thì quả cầu chân khí xoay tròn vẫn không ngừng thu nhỏ. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng mình tu luyện sai, không nhịn được gọi sư phụ Vân Thiên Tà dưới đáy lòng, lão già quả cầu chân khí trong cơ thể là sao vậy? Tập trung vào công pháp vận chuyển đi, đừng ngạc nhiên. Đây là quá trình ngưng kết kim đan, phải dùng rất nhiều linh khí chống đỡ, chờ đến khi quả cầu chân khí trong đan điền ngươi không còn xoay tròn nữa. Lúc đó mới chính thức có kim đan. Quả cầu chân khí xoay càng nhiều vòng, cấp kim đan có được càng cao, kim đan cấp 1 chỉ xoay có 9 vòng, kim đan cấp 2 10 vòng, kim đan cấp 3 27 vòng, cứ theo thứ tự suy ra, số 9 là số lớn nhất, cấp cao nhất là kim đan cấp 9, cũng được gọi là cửu chuyển kim đan, xoay đủ 991 vòng. Có kim đan cấp càng cao, thì chân khí đi vào cơ thể sẽ càng nhiều, khả năng tu luyện cũng sẽ cao hơn. Tóm lại trên tất cả phương diện khác đều hơn những tu chân giả cùng cấp bậc khác một bậc, một câu cấp kim đan nói theo ý nghĩa khác lại đại biểu cho khả năng đạt được thành tựu mai sau. Có điều đa số trường hợp tư chất đều ở mức kim đan cấp 3 trở xuống. Người có khả năng kim đan cấp 4 trở lên thường là những người kế tục trong các tông môn ở tu chân giới, cấp 5 sẽ là bồi dưỡng trọng điểm, kim đan cấp 6 chính là những người tinh anh trong các tông môn. Còn những người đạt đến cấp 7 đều là những người có thiên tư trong tu chân giới, có tham vọng trở thành chúa tể một phương. Tuy nhiên chuyển kim đan trong tu chân giới như lông phượng sừng lân, kim đan có tư chất tiềm lực vô hạn bậc này, thành tựu vô hạn, độ kiếp đại thừa. Phi thăng lên tiên giới 10 phần thì nắm 9 phần. Vân Thiên Tà nói đến đây, giọng nói thay đổi tràn đầy kiêu ngạo tiếp tục nói, năm đó của vi sư có được chính là chuyển kim đan. Khắp tu chân giới số người có được đẳng cấp chuyển kim đan chỉ đến trên đầu ngón tay. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ kể xong, không nhịn được hỏi, lão già không phải còn có cửu chuyển à? Cửu chuyển kim đan là như thế nào? Tiểu tử thúi, con nghĩ gì thế? Cửu chuyển kim đan đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong lịch sử toàn bộ tu chân giới cũng chưa từng xuất hiện đẳng cấp cửu chuyển kim đan, người hỏi cái này không thấy dư thừa à? Vi sư đường đường là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn cũng chỉ là đẳng cấp chuyển kim đan, không lẽ người còn muốn siêu việt hơn cả vi sư à? Đẳng cấp cửu chuyển kim đan nằm mơ mới có, nghĩ lại cũng đúng, tiểu tử ngươi có thể có được kim đan cấp 6 thôi, vi sư đã thỏa mãn rồi. Đại sư huynh của ngươi cũng chỉ là kim đan cấp 6, đã là chúa tể của một thế lực một phương tu chân giới, nhị sư huynh ngươi kém hơn một chút lúc có kim đan đạt cấp 5, tiểu tử ngươi thật ra có thể đạt đến cấp 5. Trong đám đồ đệ thì người duy nhất khiến vi sư vui mừng chính là tiểu sư tỷ của ngươi,
gần đạt được đến đẳng cấp kim đan như vi sư thất chuyển kim đan, nhà đầu kia mai sau tiềm lực vô hạn. Dương Bách Xuyên nghe lão già lại nhắc đến tiểu sư tỷ chưa bao giờ gặp mặt. Trong lời nói tràn đầy hoài niệm và sủng ái, nhưng Dương Bách Xuyên nghe sư phụ đánh giá mình như vậy trong lòng vô cùng khó chịu, lúc này mắng, lão già đáng chết ông hay lắm, mẹ nó ta có phải là đệ tử quan môn của ngươi nữa không? Ngươi thế mà xem thường ta, lão già chết tiệt ngươi chờ đó cho ta, nói không chừng ta còn có thể đạt cấp chuyển, thậm chí là cửu chuyển cho ngươi xem. Ha ha tiểu tử ngươi ngu ngốc thật đấy, đừng nói là cửu chuyển, ngươi đạt được một chuyển. Vi sư cũng phục ngươi, đạt được một chuyển, theo cách nói của người địa cầu ngươi, sau này vi sư làm ngựa non cho ngươi. Vân Thiên Tà không hề chần chừ sát muối lên người Dương Bách Xuyên. Nhận định đẳng cấp kim đan của Dương Bách Xuyên chỉ đạt đến cấp 5-6 chuyển. Dương Bách Xuyên mặt sạm lại, ngươi, ngươi chờ đó, tức chết ta rồi. Ha ha vi sư rửa mắt mong chờ. Vân Thiên Tà ha ha chế giễu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên tức đến nghiến răng nghiến lợi, không thèm để ý sư phụ nữa. Đồng thời trong lòng hắn cũng phiền muộn, không lẽ kim đan 9 cấp, hắn cũng chỉ có thể đạt được cấp trung bình. Lão già đáng chết là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, hắn đã nói mình chỉ có thể đạt được kim đan cấp 5-6, là chuyện không 9 thì 10. Trong lòng càng nghĩ càng phiền muộn, không cam lòng nói, lão già chết tiệt không lẽ ngươi nhìn ra được ta cao nhất là đạt được lục chuyển kim đan à? Khụ khụ có kim đan là dựa vào quy luật của đại đạo, vi sư đương nhiên không thể nhìn ra, vi sư chỉ căn cứ vào kinh nghiệm mà phán đoán thôi, tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, vận chuyển công pháp thật tốt. Cuối cùng ngươi đạt được kim đan cấp mấy, vẫn phải xem thiên phú của bản thân ngươi, tập trung vận công đi. Cho dù chỉ đạt được kim đan cấp 1-2, ngươi vẫn là đệ tử của Vân Thiên Tà ta. Cấp kim đan bao nhiêu, chỉ để phán đoán tiềm lực thôi, cũng không phải tuyệt đối, con đường tu chân. Ngày sau có được thành tựu to lớn thế nào, đều là tổng hợp mọi phương diện, ví như vận khí các thứ, cũng là thứ không thể thiếu. Đừng áp lực trong lòng. Sau khi Vân Thiên Tà nhìn ra Dương Bách Xuyên có hơi tiêu cực, vội vàng an ủi một phen, cũng không thể lúc đồ đệ có kim đan lại đi đả kích sự tự tin của hắn. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe lời sư phụ nói, cuối cùng trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, nhất là nghe được câu lão già nói, cho dù chỉ đạt được kim đan cấp 1-2 thì vẫn là đệ tử của Vân Thiên Tà ta, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên ấm áp. Nhanh chóng thu hồi tinh thần không nói chuyện với lão già nữa, tập trung vận chuyển công pháp. Trong lúc hắn đang nói chuyện với sư phụ, chân khí hình cầu đã hoàn thành xoay một vòng, 9 vòng lên cấp 1. Rất nhanh đã đến vòng thứ 9, lúc này Dương Bách Xuyên xem như đã đạt kim đan cấp 1. Nhưng mà khoảng cách đến 5-6 chuyển mà sư phụ tính ra còn thiếu nhiều lắm. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, vòng thứ 10, thứ 11. Theo thời gian trôi qua, quả cầu chân khí trong đan điền Dương Bách Xuyên xoay được 44 vòng. 45 vòng đáy lòng Dương Bách Xuyên nói thầm. Xuân Sẻ đạt đến cấp ngũ chuyển kim đan, lúc này quả cầu chân khí trong cơ thể hắn vẫn đang xoay tròn nhanh chóng. Không hề có ý dừng lại, trong lòng Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, thầm nghĩ xem ra cấp lục chuyển kim đan là không thành vấn đề. Lục chuyển là 54 vòng, quả cầu chân khí vẫn còn đang xoay bên trong. Rất nhanh đã xoay được 53 vòng. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng có chút khẩn trương. Hắn cũng nghĩ có phải có tiềm lực kim đan cao hơn không? 54 vòng. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi nhúc nhích, hắn dồn hết thị nội chỉ để xem quả cầu chân khí, có tiếp tục xoay hay không, chỉ cần vẫn tiếp tục xoay, thì tiềm lực của hắn chính là thất chuyển kim đan. Dựa theo lời sư phụ nói, trong ba đồ đệ ở tu chân giới của hắn, chỉ có tiểu sư tỷ là có tiềm lực thất chuyển kim đan. Nếu quả cầu chân khí của hắn vẫn tiếp tục chuyển động, vậy hắn cũng sẽ có tiềm lực cấp kim đan như tiểu sư tỷ. Trong lúc Dương Bách Xuyên căng thẳng nhìn chằm chằm quả cầu chân khí xoay đến vòng thứ 54, xoay vèo một cái, gần như không có ý dừng lại. Tiếp tục xoay tròn vòng thứ 55. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, cười ha ha trong lòng nói, uầy uầy uầy, lão già đáng chết 55 vòng, điều này nói rõ tôi có thể so với tiểu sư tỷ, có tiềm lực ngang nhau, ha ha. Hai vận cứt chó của tiểu tử ngươi không tệ trong giọng nói của Vân Thiên Tà cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Bây giờ chỉ cần quả cầu chân ký của Dương Bách Xuyên tiếp tục xoay đến vòng thứ 63, thì hắn là người có tiềm lực đạt thất chuyển kim đan.
Quả cầu chân khí thất chuyển kim đan xoay tròn 63 vòng. Ha ha, lão già ơi, thất chuyển kim đan kìa. Dương Bách Xuyên đắc ý cười to. Hừ, đừng kiêu ngạo, tu chân giới mênh mông rộng lớn, rất nhiều người có tiềm lực thất chuyển kim đan, thằng nhóc ngươi chỉ là một trong số. Vân Thiên Tà nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, còn chưa nói hết chữ đó cuối cùng đã thốt lên đầy kinh ngạc. Ông phát hiện sau khi Dương Bách Xuyên đạt đến thất chuyển kim đan 63 vòng, quả cầu chân khí không dừng lại mà tiếp tục xoay vèo vèo đến 64 vòng. Điều này chứng tỏ Dương Bách Xuyên đã bước vào hàng ngũ chuyển kim đan. Mặc dù xoay 72 vòng mới viên mãn, nhưng thường thì có bước khởi đầu như vậy, tiếp theo sẽ ổn thôi. 64 vòng, 65, 66. Quả cầu chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên xoay từng vòng cho tới 72 vòng trước sự kinh ngạc của Vân Thiên Tà. Chính Dương Bách Xuyên cũng không ngờ tới tình huống này. Hắn vốn tưởng đạt tới cấp thất chuyển kim đan đã tốt lắm rồi, cảm thấy hài lòng lắm rồi. Ai ngờ quả cầu chân khí xoay tới 63 vòng vẫn không dừng lại, lên 64 vòng lại tiếp tục xoay tròn. Đừng nói sư phụ Vân Thiên Tà kinh ngạc, đến hắn cũng không có chuẩn bị. Đúng là niềm vui bất ngờ. Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang ngây người, Vân Thiên Tà bỗng hét lên, thằng nhóc thúi đừng ngây ra nữa, tiếp tục vận chuyển công pháp đi. Đây là, cấp chuyển kim đan đó. Dương Bách Xuyên bị sư phụ quát mới tỉnh táo lại, tiếp tục vận chuyển công pháp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ kích động hét lên thất thanh như thế. Quả cầu chân khí trong đan điền tiếp tục xoay từng vòng, cuối cùng đạt đến 72 vòng. Lúc này Dương Bách Xuyên đã bước vào hàng ngũ cấp bậc có tiềm lực chuyển kim đan. Tốt, tốt, gì kia, lại chuyển động. Vân Thiên Tà đang định khen Dương Bách Xuyên vài câu thì phát hiện khối cầu chân khí trong đan điền của hắn vẫn chuyển động. 73 vòng, 74 vòng, 81 vòng, cửu chuyển kim đan, 82 vòng, đây, lẽ nào là... Vân Thiên Tà nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp. Cửu chuyển kim đan đó, là đại năng chỉ có trong truyền thuyết tu chân giới, xuất hiện ở thời đại kỷ nguyên nào đó. Vậy mà bây giờ đồ đệ của Vân Thiên Tà này lại có tiềm lực vượt trên cửu chuyển kim đan. Vượt trên cửu chuyển kim đan. Sau khi cảm xúc kích động ban đầu qua đi, Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, nghe thấy sư phụ nói năng lộn xộn trong đầu. Hắn cũng không ngờ quả cầu chân khí của mình lại xoay trên 80 vòng. Theo lời sư phụ thì cấp bậc kim đan cao nhất là cửu chuyển kim đan cũng chỉ có 90 vòng mà thôi. Nhưng bây giờ đã vượt trên 90 vòng. Vậy là kim đan cấp bậc gì? Bất chi bất giác Vân Thiên Tà đã im lặng, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể cảm nhận được sư phụ không dám lên tiếng, ở trong trạng thái nín thở. Lúc này hắn không để ý đến những thứ khác, tiếp tục vận chuyển công pháp. Chẳng mấy chốc quả cầu chân khí đã xoay 99 vòng, vốn tưởng đến con số cực hạn này sẽ dừng lại, thế nhưng sau khi đạt 99 vòng, quả cầu chân khí tiếp tục chuyển động. 100 vòng. Quả cầu chân khí trong đan điền của Dương Bách Xuyên xoay 100 vòng, rốt cuộc cũng dừng lại. Cùng lúc đó, đan điền phát ra một tiếng ầm. Toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động. Ngay sau đó, quả cầu chân khí trong đan điền phát ra ánh sáng màu vàng nhạt vô cùng chói mắt. Sau khi ánh sáng vàng biến mất, Dương Bách Xuyên thấy ở vị trí ban đầu của quả cầu chân khí trong đan điền xuất hiện một thứ giống hạt gạo, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, xoay lơ lửng trong đan điền. Hắn biết đây là kim đan của mình. Nhìn kỹ thì trên bề mặt kim đan có từng đường hoa văn huyền ảo giống như ký hiệu cổ hoặc đồ đằng nào đó, vừa đẹp vừa thần bí. Hơn nữa, hoa văn trên kim đan không nhiều không ít, tròn 10 đường. Hình như con số này tương ứng với 100 vòng xoay. Hiện tại kim đan nhỏ bằng hạt gạo trông nhỏ bé đến đáng thương, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được chân khí tỏa ra trong kim đan tăng gấp mấy lần lúc trước. Đây là sự biến hóa về chất. Trong đan điền vẫn là một vùng hỗn độn, kim đan lơ lửng trong đan điền tựa như một ngôi sao chói lóa. Ba pháp khí kiếm đồ long, vảy rồng, xích chói yêu lần lượt xếp xung quanh kim đan, được chân khí tỏa ra từ kim đan tưới tắm. Kim đan tự chuyển động và sinh sôi không ngừng, mỗi lần vận chuyển đều có linh khí trời đất bị luyện hóa và hấp thụ, mỗi một nhịp thở có thể chuyển hóa linh khí thành chân khí để hấp thụ. Tốc độ này nhanh gấp đôi lúc trước.
Tức là sau này bất kể Dương Bách Xuyên hấp thụ linh khí trời đất hay là luyện hóa hấp thụ đan dược và linh thạch, tốc độ đều tăng vọt, kim đan xoay một vòng là xong cả quá trình luyện hóa. Hắn biết nguyên nhân là do kim đan sinh sôi liên tục. Không cần vận chuyển công pháp, sau này hắn tu luyện đều là hấp thụ linh khí trời đất từng giây từng phút, nâng cao tu vi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết hiện tại còn một bước cuối cùng phải hoàn thành, thần hồn nhập kim đan. Từ giờ trở đi, thần hồn của hắn có thể tiến vào trong kim đan, được chân khí trong kim đan nuôi dưỡng, kim đan và thần hồn hợp nhất, đạt cảnh giới kim đan bất diệt. Theo lý thuyết thì sau khi thần hồn tiến vào kim đan, cho dù thân thể chết, chỉ cần kim đan và thần hồn vẫn còn thì Dương Bách Xuyên vẫn có thể sống tiếp, hay nói chính xác hơn là kéo dài sinh mạng. Đây cũng chính là đoạt xá trọng sinh. Tóm lại, sau khi lên đến cảnh giới kim đan sẽ chính thức tu chân, bắt đầu vấn đỉnh đại đạo. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng, thần hồn ra thức hải, kim đan dưỡng thần hồn. Hợp. Một giây sau, biển ý thức của Dương Bách Xuyên vang ầm ầm. Đồng thời, kim đan phát ra ánh sáng vàng chói mắt, một đốm sáng màu vàng nhạt đột nhiên bay ra khỏi đan điền tiến thẳng vào đầu Dương Bách Xuyên. Ầm. Biển ý thức nổ vang, kim đan tỏa ra ánh sáng tiến vào biển ý thức. Đến lúc này, giữa kim đan và biển ý thức hình thành một đường dẫn. Ý thức, hoặc là nói thần hồn của Dương Bách Xuyên theo đốm sáng vàng này tiến thẳng vào kim đan. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy bản thân xuất hiện trong một thế giới tinh không vô cùng vô tận. Có đất trời và vô vàn vì sao lơ lửng giữa hư không? Hắn biết nơi này là thế giới kim đan của mình, tương tự như biển ý thức. Lúc này thần hồn của hắn đã tiến vào kim đan thành công, cảm giác vô cùng thân thiết, cũng rất rõ ràng. Không ngờ thế giới kim đan của mình lại là một hư không đầy sao vô tận, hơn nữa còn có hư ảnh tương ứng với các vì sao. Hắn cũng cảm nhận rõ sự tồn tại của 5 loại linh khí trời đất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó năng lượng của linh khí hệ hỏa mạnh nhất. Dương Bách Xuyên biết bởi vì mình am hiểu tu luyện và hấp thụ linh khí hệ hỏa nhất, cho nên linh khí hệ hỏa thân thiết và mạnh mẽ nhất. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một con đường ngũ hành nối giữa biển ý thức và kim đan của mình. Sau này hắn chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể xuất hiện ở hai nơi này. Đến lúc này thần hồn đã nhập kim đan thành công, từ giờ trở đi Dương Bách Xuyên đã có thực lực tu vi kim đan sơ kỳ chân chính. Nhưng hiện tại điều hắn muốn biết nhất là quả cầu chân khí của mình xoay 100 vòng rốt cuộc là cấp bậc kim đan gì. Dương Bách Xuyên ra khỏi kim đan, thu nội công, mở mắt ra. Toàn thân chấn động, phát ra tiếng rắc rắc. Bên ngoài cơ thể bị lôi kiếp đánh cháy khét, xuất hiện một lớp bọc. Sau khi toàn thân chấn động, lớp bọc đó chóc ra, để lộ cơ thể hoàn mỹ trơn bóng, da thịt đẹp hơn cả yêu ma. Dương Bách Xuyên ngơ ngác nhìn ngắm cơ thể mình, chính hắn cũng không nhịn được chảy nước miếng, muốn hôn một cái. Sau khi vượt qua thiên kiếp kim đan, cơ thể hắn lại được tôi luyện từ trong ra ngoài một lượt, tái tạo lại thân thể. Lúc này hắn cũng không biết nhục thể của mình đã đạt cảnh giới gì. Làn da nhẵn mịn như trẻ sơ sinh, cơ thể tràn đầy sức mạnh như sắp nổ tung. Hắn có ảo giác lúc này chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể cũng có thể đấm chết đám người tu chân kim đan như tóc thắt bím. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn, sức mạnh cơ thể như thế nào phải thực hành mới biết. Sau khi làm sạch cơ thể, Dương Bách Xuyên lấy ra một bộ quần áo trong bình càn khôn mặc lên người rồi sốt sắng hỏi sư phụ, lão già ơi, chẳng phải người nói cấp bậc tiềm lực cửu chuyển kim đan là cấp bậc cao nhất sao? Quả cầu chân khí của ta xoay 100 vòng thì là cấp bậc gì? Sau đó, trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên giọng nói nặng nề và nghiêm túc chưa từng thấy của sư phụ, nghe này, vi sư cũng không chắc chắn có đúng không? Vi sư chỉ nhớ tới một truyền thuyết xa xưa, trên cấp cửu chuyển kim đan là tiềm lực kim đan thập toàn thập mỹ vượt qua đại đạo, nằm ngoài tam giới ngũ hành. Ngươi đừng hỏi nhiều, nhớ là sau này không được cho bất kỳ kẻ nào kiểm tra kim đan của ngươi. Vi sư sẽ đặt một cấm chế thần hồn trên kim đan của ngươi để che giấu kim đan của ngươi. Ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cho ai khác, nhớ đấy. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên càng thêm tò mò. Hình như kim đan của mình rất lợi hại thì phải, rốt cuộc là cấp bậc gì mà khiến sư phụ nghiêm túc như thế, còn phải đặt cấm chế thần hồn lên kim đan. Hắn không nhịn được bèn hỏi, lão già này, nằm ngoài tam giới ngũ hành là sao?
thập toàn thập mỹ là gì? Cấp bậc tiềm lực cửu chuyển kim đan đã là tiềm lực thiên phú cao cấp trên thế gian. Người trên cửu chuyển được gọi là đẳng cấp thập toàn thập mỹ, cả tu chân giới không có mấy ai biết cấp bậc này. Nhưng bây giờ ngươi là ví dụ sống, vi sư cũng không ngờ trên đời này thật sự có cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ. Nếu không phải năm xưa vi sư từng đến cấm địa cổ xưa kia thì cũng không biết trên đời còn có kim đan thập toàn thập mỹ. Lúc đó vi sư chỉ cười xòa, cho rằng trên thế gian không có cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ. Vi sư chỉ nhớ là có tấm bia đá ghi lại một đoạn lịch sử về kỷ nguyên nào đó, nhân tộc có người thống nhất nhân giới, trở thành chúa tể của nhân giới, mà cấp bậc kim đan của người đó chính là kim đan thập toàn thập mỹ. Tam giới là thiên giới, địa giới, nhân giới. Nhân giới bao gồm tu chân giới, chỉ 3.000 đại thế giới và hàng nghìn hàng vạn tiểu thế giới. Chẳng cần nghĩ cũng biết người trở thành chúa tể của nhân giới có thần thông bậc nào. Vân Thiên Tà cảm thán. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng hoảng hốt, hắn cảm thấy những thứ này thật xa xôi, cho nên chỉ coi như câu chuyện gió thoảng qua tai. Vả lại cho dù hắn là cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ đi chăng nữa cũng chỉ nói lên tiềm lực sau này. Chúa tể của một thế giới chính là thần thoại. Tuy nhiên, hắn rất hứng thú với tam giới mà sư phụ nhắc đến. Hiện tại hắn đã biết nhân giới chỉ 3.000 đại thế giới và vô số tiểu thiên thế giới, vẫn chưa hiểu rõ địa giới và thiên giới. Hắn bèn hỏi, đối với ta mà nói, những chuyện này quá xa xôi, ta không quan tâm lắm. Chỉ bằng người giảng cho ta về hai giới khác trong tam giới là địa giới và thiên giới được không? Thằng nhóc thúi hỏi nhiều thế, biết nhiều không có lợi với ngươi. Sau này ngươi lên đại thừa tu chân sẽ biết, bây giờ ngươi chỉ cần nhớ là đừng nói cấp bậc kim đan của ngươi cho bất kỳ kẻ nào. Thế này nhé, để đề phòng chẳng may, vi sư sẽ đặt cấm chế thần hồn kim đan để hạ cấp bậc kim đan của ngươi xuống tam chuyển kim đan. Sau này ngươi hành động khiêm tốn thôi. Thập chuyển kim đan, vi sư nghĩ mà sợ, không biết đối với ngươi là phúc hay họa, không biết vi sư nhận đứa đồ đệ như ngươi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hai, không nói nữa. Ngươi thả lỏng tinh thần, đừng kháng cự, vi sư đặt cấm chế kim đan cho ngươi. Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy lo lắng. Sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy kim đan chấn động, thế rồi nghe thấy sư phụ nói, được rồi, cấm chế thần hồn đã hoàn thành. Sau này người khác hỏi thì ngươi cứ nói mình là cấp bậc tam chuyển kim đan. À phải rồi thằng nhóc thúi, bây giờ tu vi của ngươi là kim đan sơ kỳ chân chính rồi. Sau khi vượt qua thiên kiếp kim đan có thể sử dụng thần thông thiên phú kim đan. Lĩnh vực kim đan có thể mượn uy lực đất trời. Thần hồn ở trong kim đan, sức mạnh thần hồn kích hoạt kim đan, cảm ứng linh khí thiên kiếp bên ngoài, hình thành lĩnh vực kim đan, có thể mượn uy lực đất trời để tấn công. Sau này ngươi luyện tập nhiều một chút là được. Lĩnh vực kim đan mạnh hay yếu có liên quan đến tu vi và cấp bậc kim đan. Vi sư đoán cấp bậc kim đan thập toàn thập mỹ của thằng nhóc thúi nhà ngươi phóng ra lĩnh vực kim đan sẽ mạnh hơn người tu chân cùng cảnh giới. Ngươi phóng thử coi, vi sư cũng muốn xem lĩnh vực kim đan thập toàn thập mỹ như thế nào. Giọng nói của Vân Thiên Tà đong đầy chờ mong, bây giờ ông không mắng Dương Bách Xuyên ngu ngốc nữa. Dương Bách Xuyên rất đắc ý, đột nhiên cười khúc khích, lão già ơi, người đã nói là nếu ta đạt cấp cửu chuyển kim đan thì sau này người sẽ làm thuộc hạ của ta. Bây giờ ta là cấp thập chuyển kim đan, hi hi, phải chăng người nên bày tỏ chút. Khụ khụ, lúc nãy vi sư đặt cấm chế thần hồn cho ngươi, thần hồn tiêu hao quá lớn nên bây giờ rất mệt mỏi, cần ngủ say nghỉ ngơi. Không có việc gì thì ngươi đừng quấy rầy vi sư, cứ vậy nhé, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Vân Thiên Tà vội vàng chuồn mất. Ban đầu ông đoán cấp bậc kim đan của Dương Bách Xuyên cũng chỉ là ngũ chuyển. Lục chuyển nên mạnh miệng nói nếu Dương Bách Xuyên là cửu chuyển kim đan sẽ làm thuộc hạ cho hắn. Bây giờ Dương Bách Xuyên trực tiếp vượt qua cấp bậc tiềm lực cửu chuyển kim đan, đạt đến thập chuyển kim đan, gần như đạt tới cấp bậc tiềm lực tu chân giới không ai biết tới. Cú vả mặt đến quá nhanh khiến Vân Thiên Tà không chịu nổi, trốn là biện pháp duy nhất. Ơ kìa, lão già chết tiệt vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Đừng đi, Dương Bách Xuyên cố ý gọi. Nhưng Vân Thiên Tà đã biến mất không còn tăm hơi, gọi cũng không đáp. Hi hi, để xem sau này lão già chết tiệt còn mắng mình không. Sư phụ làm thuộc hạ cho đồ đệ, quá đã. Ha ha, Dương Bách Xuyên đắc ý cười to. Dường như hắn có thể tưởng tượng được diện tích bóng ma tâm lý trong lòng sư phụ. Lão già không nói nữa, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng thoải mái tâm trạng.
Lần này độ kiếp thành công, ngoài ra còn giết chết hai kẻ địch trong thiên kiếp, Dương Bách Xuyên biết nếu không có sư phụ thì e là mình sẽ độ kiếp thất bại. Tuy hai thầy trò hay cãi cọ, nhưng thật ra tận sâu trong lòng Dương Bách Xuyên rất tôn trọng sư phụ. Hắn nhìn sắc trời, hình như đã qua một ngày, giờ đã là hoàng hôn. Dương Bách Xuyên nhớ đến Tiểu Hòa Thượng và anh em Gia Cát, không biết ba người họ thế nào rồi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên đi tìm trước rồi tính sau. Về phần lĩnh vực kim đan, đợi khi nào rời khỏi nơi này đến chỗ an toàn rồi nói sau. Ba anh em mặt sẹo bị mình giết chưa phải kết thúc, hơn nữa khu mỏ đã lan truyền tin tức về đá căn nguyên. Dương Bách Xuyên tin rằng đây là ý của U Dương Hải Đường thành chủ thành Chiêu Giao, kẻ sai khiến mặt sẹo. Nghe nói U Dương Hải Đường là kim đan đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thôi là trở thành cao thủ nguyên anh kỳ. Bà ta còn là người của M Dương Tông, là tông môn lớn ở Châu Nam Sơn, cũng là thành chủ một thành. Hiện giờ Dương Bách Xuyên không muốn và cũng không dám liều mạng với nhân vật cấp bậc này, vẫn nên đi trước để tránh bị U Dương Hải Đường để mắt, thế thì xong đời. Dương Bách Xuyên dậm chân nhảy ra khỏi hố to, sau đó phóng ra linh thức phân biệt phương hướng. Sau khi hắn vượt qua thiên kiếp, tu vi đạt kim đan sơ kỳ, linh thức cũng tăng mạnh. Khi liên tục phóng linh thức ra ngoài, Dương Bách Xuyên cũng giật mình. Phạm vi linh thức của kim đan sơ kỳ là 3.000 mét, nhưng linh thức của hắn phóng ra 9.000 mét mới dừng lại. 9.000 mét, vậy chẳng phải linh thức của mình ngang ngửa người tu chân kim đan hậu kỳ sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Về phần sức mạnh nhục thể, Dương Bách Xuyên nhẩm tính sau khi trải qua thiên kiếp tôi thể, hiện giờ nhục thể hẳn là tầng kim cương rồi, vượt liền 3 cấp. Thực lực tổng hợp tăng vọt. Thực lực tu vi tăng thì cũng tự tin hơn, rốt cuộc bây giờ Dương Bách Xuyên đã có tự tin xông sáo sơn hải giới. Tiếp theo hắn phải đi tìm đồ đệ và đi cùng anh em Gia Cát tìm kho báu Ngọa Long của gia tộc Gia Cát. Chỉ khi lấy được bản đồ của gia tộc Gia Cát mới có thể tìm được và mở ra thông đạo Sơn Hải bị phong ấn ở gia tộc Gia Cát, đến lúc đó hắn mới có thể quay về trái đất. Dương Bách Xuyên dùng linh thức nhận biết phương hướng, đi về phía đông. Theo lời Chư Cát Khổng thì 300 dặm phía đông có một ngọn núi tên là núi Đường Đình, mọi người tập hợp ở đó. Đến kim đan sơ kỳ, kim đan không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Cuối cùng thì bây giờ Dương Bách Xuyên có thể phi hành mà không cần lo lắng tiêu hao chân khí, bởi vì kim đan đang vận chuyển từng phút từng giây, đủ để bù vào chân khí tiêu hao trong lúc phi hành. Hắn không định dùng chỉ xích thiên nhai công mà sẽ ngự kiếm phi hành, như vậy có thể tiết kiệm chân khí. Ngự kiếm phi hành tiêu hao ít chân khí hơn chỉ xích thiên nhai công, tốc độ cũng chậm hơn, nhưng đi đường thì ngự kiếm phi hành cũng đủ rồi. Chỉ xích thiên nhai công tiêu hao chân khí cực lớn. Dù sao cũng là thần thông mà. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, kiếm đồ long xuất hiện. Sau đó kiếm đồ long dài ra 3 mét, Dương Bách Xuyên nhảy lên thân kiếm, dùng thuật ngự phong và thúc dục chân khí, kiếm đồ long bay vèo lên trời tiến về phía đông. Dương Bách Xuyên đứng trên phi kiếm nhìn mây ngắm núi, cảm giác không tồi. Tiếc là hắn đang mặc đồ thể thao mà hồi trước chuẩn bị sẵn trong không gian bình càn khôn, hơn nữa mái tóc dài cũng cháy xém trong độ kiếp. Bây giờ biến thành đầu chọc như Tiểu Hòa Thượng. Nếu không, trong hoàn cảnh này, Dương Bách Xuyên cảm thấy nếu mình mặc trường sam với mái tóc dài buông xõa, thì chính là kiếm tiên khiến người phàm hâm mộ. Núi Đường Đình cách nơi này 300 dặm, nói xa thì không xa mà nói gần cũng không gần, chỉ cần Dương Bách Xuyên ngự kiếm phi hành hẳn là chỉ cần nửa ngày là đến. Hắn không biết là, sau khi hắn độ kiếp rời đi không bao lâu, trên đường chân trời có mấy bóng dáng nhảy xuống bên cạnh cái hố to mà Dương Bách Xuyên độ kiếp. Kẻ cầm đầu là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, thấy nàng trải búi tóc chiều vân cận hương kế, đỉnh đầu cắm nghiêng một cây châm cài tóc phượng hoàng ngọc bội màu đỏ, trên người mang bộ áo yên la hình hoa đào mây mù màu đỏ hồng, trên người mang một đôi giày thêu bằng mây, người đi bên cạnh nàng là một thanh niên mang trường bào, trên cổ áo có hoa văn M Dương Ngư, đi phía sau là ba binh sĩ mặc khôi giáp che mặt kín mít. Năm người so với một người thì mạnh hơn. Người phụ nữ chính là thành chủ thành Chiêu Giao U Dương Hải Đường. Có kim đan đại viên mãn, giờ phút này nàng ta nhìn cái hố to đáy mắt trầm như nước, lạnh giọng nói, hành động điên rồ thật đấy, vậy mà lại mượn sức mạnh của thiên kiếp giết hai anh em mặt sẹo, kẻ này đúng là có chút bản lĩnh. Lúc này người thanh niên bên cạnh U Dương Hải Đường mở miệng nói,
Sư tỷ xác chết dưới đáy hồ đã chết cháy ít nhất là nửa canh giờ, ý của ngươi rằng người đó chính là Mặt Sẹo. U Dương Hải Đường gật đầu nói, chính xác là Mặt Sẹo, sợ là người độ kiếp chính là tù nhân có được đá căn nguyên, bây giờ đã rời đi rồi. Sau khi nói xong, U Dương Hải Đường nhắm hai mắt lại, tay làm một thủ quyết, dường như đang thi triển bí pháp gì đó. Một lúc lâu sau, U Dương Hải Đường mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía đông nói với người thanh niên bên cạnh, sư đệ Giản Thành, người đó đi về phía đông, vừa đi chưa được nửa nén hương, làm phiền sư đệ truy kích, đá căn nguyên 89 phần 10 vẫn còn trên người hắn, tháng sau chính là đại thọ của tông chủ Thiên Tuế, nếu có đá căn nguyên làm lễ đại thọ, có lẽ tông chủ sẽ thích. Giản Thành nhìn U Dương Hải Đường trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu, sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi kịp người đó, lấy đá căn nguyên về cho sư tỷ. Vậy phải đa tạ sư đệ rồi, U Dương Hải Đường nói lời cảm ơn, sau đó nói với ba tên binh sĩ sau lưng, đã điều tra rõ ràng thân phận của tù nhân quặng mỏ chưa? Một người trong ba tên binh sĩ trả lời, hồi bẩm thành chủ đã điều tra rõ, tù nhân đánh cắp đá căn nguyên tên là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên là người có ghi chép kỷ lục, U Dương Hải Đường hỏi. Binh sĩ trả lời, có ạ. U Dương Hải Đường nói với ba tên binh sĩ, ba người các ngươi giúp đỡ sư đệ Giản Thành bắt Dương Bách Xuyên đi, nhất định phải lấy được đá căn nguyên trên người hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, ba tên binh sĩ đồng thanh trả lời. Lúc này Giản Thành nói, không cần đâu sư tỷ, chỉ là một tên vừa mới trải qua thiên kiếp kim đan sơ kỳ mà thôi. Tốt xấu gì ta cũng là kim đan trung kỳ đỉnh phong, dư sức đánh, tuy Mặt Sẹo cũng là kim đan trung kỳ, nhưng rõ ràng là bị đối phương mượn sức mạnh của thiên kiếp giết chết, ta cũng không phải Mặt Sẹo. Sư đệ Giản Thành đừng nên chủ quan, ba người bọn họ đều là thân binh của thành chủ ta, tuy là kim đan sơ kỳ, nhưng cũng đồng cấp với những cường quốc bình thường, ta không hy vọng lại xuất hiện rắc rối nữa, đá căn nguyên còn phải nhờ sư đệ lấy về. Ta không nên rời thành Chiêu Giao quá lâu nên không thể đi với các ngươi, ta trở về sẽ phát lệnh truy nã, đuổi bắt đám người Dương Bách Xuyên, U Dương Hải Đường nói. Vậy được rồi, đã nghe thanh danh thân binh của sư tỷ từ lâu, lần này để ta chứng kiến một chút. Trong lời nói của Giản Thành không ngừng nịnh nọt U Dương Hải Đường, không ai biết hắn ta đã thích U Dương Hải Đường từ lâu. Chỉ là U Dương Hải Đường không biết, hắn ta cũng không nói. Hắn và U Dương Hải Đường đều là đệ tử M Dương Tông, U Dương Hải Đường thay tông môn quản lý thành Chiêu Giao, công việc này cực kỳ béo bở, quặng mỏ của thành Chiêu Giao chính là một trong số đó, thu nhập hàng tháng phải nộp cho tông môn, hắn ta và U Dương Hải Đường đều phụ trách, đương nhiên chuyện này hắn tìm trưởng bối tông môn xin đến, vì muốn tiếp xúc với U Dương Hải Đường nhiều hơn. Lần này được giúp đỡ U Dương Hải Đường làm việc, đối với Giản Thành mà nói cầu còn không được. Sau đó U Dương Hải Đường đưa mắt nhìn Giản Thành dẫn theo ba tên thân binh đi về phía đông, tự nhủ, nếu không phải ngươi là cháu trai của kiếm trưởng lão, lão nương còn không thèm để ý đến ngươi, hy vọng ngươi cầm đá căn nguyên về đừng khiến ta thất vọng. Nói xong U Dương Hải Đường phi thân rời đi. Nàng không biết rằng, đá căn nguyên đã bị bình càn khôn của Dương Bách Xuyên hấp thụ không còn một mảnh từ lâu. Dương Bách Xuyên ngự kiếm phi hành đi thẳng về phía đông. Hắn không biết sau lưng có truy binh đột kích, trên đường phi hành không nhanh không chậm, sau một đêm, ngày hôm sau cuối cùng hắn cũng đuổi kịp ba người Tiểu Hòa Thượng và hai anh em Chư Cát ở Thanh Thành. Lúc này ba người cũng vừa mới tới chân núi Đường Đình. Thật ra lúc Dương Bách Xuyên độ kiếp và lúc ba người rời đi chỉ cách nhau nửa ngày. Sau khi ba người tranh thủ cưỡi yêu thú phi nước đại rời đi, nhìn thấy Dương Bách Xuyên không đuổi theo, vội giảm tốc độ đi đường. Cho nên hai bên đều đến dưới chân núi Đường Đình. Lão đại ngươi trở lại rồi, ta còn tưởng sẽ không được gặp lại ngươi nữa. Tiểu Hòa Thượng thấy được Dương Bách Xuyên ngự kiếm bay đến từ xa, kích động gọi to, trước đó Dương Bách Xuyên mãi vẫn chưa đuổi theo, khiến Tiểu Hòa Thượng lòng nặng nề, dù xa ở Sơn Hải giới hắn và Dương Bách Xuyên đều đến từ Trung Quốc địa cầu, là người thân cận nhất, nếu Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Sinh tồn ở Sơn Hải giới thật sự rất khó khăn, nên khi Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy Dương Bách Xuyên cực kỳ kích động, đột nhiên nhào tới ôm lấy Dương Bách Xuyên. Tiểu Hòa Thượng đừng nhiệt tình như thế, sao ta lại không trở về được chứ, ha ha, Dương Bách Xuyên đắc ý nói. Dương đại ca, anh em Chư Cát đi đến, hai anh em cũng là biểu cảm kích động. Đối với anh em Chư Cát mà nói, ở với Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng cùng làm thợ mỏ hơn một năm,
cũng coi như quan hệ thân thiết, đã xem hắn là bạn bè từ lâu, và lại anh em Chư Cát còn định đi cùng Dương Bách Xuyên đến Đại Lục Trung Sơn, tìm được kho báu gia tộc Chư Cát Ngọa Long, phục hưng gia tộc Chư Cát, sau đó anh em bọn họ sẽ giúp đỡ Dương Bách Xuyên mở ra phong ấn con đường Sơn Hải của tiền bối Chư Cát Ngọa Long, giúp Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng trở về nhà. Là chuyện mà bốn người cùng thương lượng xong, nếu Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện gì, anh em bọn họ có thể đi ra khỏi địa bàn thành Chiêu Giao hay không cũng khó nói. Thấy Dương Bách Xuyên bình an trở về, tất cả mọi người đều vui vẻ. Sau một hồi nhiệt tình, Tiểu Hòa Thượng mới nói, lão đại chúng ta mau chóng đi lên núi đi, miễn cho kẻ địch đuổi theo phía sau. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ba anh em mặt sẹo đều bị ta giải quyết cả rồi. Cái gì, mặt sẹo truy bắt ngươi? Chư Cát Khổng thất thanh nói, hắn biết tu vi mặt sẹo là kim đan trung kỳ, bây giờ Dương Bách Xuyên nói rằng ba anh em mặt sẹo đều bị hắn giải quyết cả rồi. Vậy không phải nói là, tu vi của Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn cả mặt sẹo. Không thể nào, Dương Bách Xuyên mới sắp đến cảnh giới kim đan thôi mà. Lúc nghĩ đến đoạn này, ba người Chư Cát Khổng mới phát hiện, khí tức trên người Dương Bách Xuyên bây giờ đã thay đổi. Tiểu Hòa Thượng ngơ ngác hỏi, lão đại ngươi nói thật đi, ngoại trừ dụng tóc ra, còn có gì khác biệt nữa không? Sở dĩ hỏi như vậy, là vì ba người Tiểu Hòa Thượng không thể nhìn thấu tu vi của Dương Bách Xuyên là gì. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, may mắn đột phá, mượn sức mạnh thiên kiếp xử lý anh em mặt sẹo. Dương Bách Xuyên kể lại tóm lược quá trình cho ba người nghe. Tiểu Hòa Thượng nghe xong mắt tỏa sáng nói, oa, lão đại nói vậy thì bây giờ ngươi thật sự là tu vi kim đơn sơ kỳ. Dương Bách Xuyên cười gật đầu. Tiểu Hà không hiểu rõ về thiên kiếp lắm, nên cảm xúc không lớn, nhưng anh em Chư Cát lại biết thiên kiếp là cái gì. Nhất là chỗ mượn sức mạnh thiên kiếp giết anh em mặt sẹo, không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Bách Xuyên điên rồi. Bây giờ còn không chỉ vượt qua thiên kiếp, còn giết được kẻ địch, anh em Chư Cát liếc nhau, đều biết Dương Bách Xuyên bất phàm, đúng là vận khí nghịch thiên. Trong lòng phục Dương Bách Xuyên sát đất. Sau khi bốn người tán gẫu, Dương Bách Xuyên hỏi Chư Cát Khổng, đã đến núi Đường Đình, không lẽ chúng ta phải trốn trên núi à? Hay tiếp theo nên đi thế nào? Dương đại ca không biết, thành Chiêu Giao chỉ quản lý trong vòng 1.000 dặm, dưới trướng có rất nhiều thành nhỏ đều do thành Chiêu Giao quản lý, không thể đi nơi khác, chỉ còn phía sau núi Đường Đình, có một tòa thành tán tu thành, là nơi cực kỳ hỗn loạn, nhưng cũng là nơi duy nhất mà thành Chiêu Giao không thể quản lý. Chúng ta đi xuyên qua núi Đường Đình là sẽ đi vào tán tu thành, đến lúc đó có thể mượn nhờ truyền tống trận của tán tu thành rời đi, trực tiếp đến Đại Lục Trung Sơn, nếu đi đến nơi khác, sợ là không thể, thân phận của chúng ta là tù nhân quặng mỏ, khi chúng ta rời đi, có lẽ đã bị thành Chiêu Giao truy nã, muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể vượt qua núi Đường Đình vào tán tu thành chúng ta mới tính là an toàn. Chư Cát Khổng giải thích. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng nói, cũng chỉ còn như thế. Nhưng mà vượt qua ngọn núi Đường Đình này sợ là không dễ đâu. Chư Cát Khổng biểu cảm nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác là không dễ đi, đi qua núi Đường Đình phải đi 500 dặm, lại không thể phi hành, vì trên núi Đường Đình chỉ có cường khí, đến cả cao thủ cấp Nguyên Anh, cũng không dám tùy tiện phi hành, chúng ta chỉ có thể đi bộ qua, nhưng lại phải cẩn thận yêu thú trên núi Đường Đình. Lúc nhắc tới yêu thú, Dương Bách Xuyên không nhìn được mà cắt đứt lời nói của Gia Cát Khổng hỏi, yêu thú Sơn Hải giới là tình huống gì? Đối với yêu thú Dương Bách Xuyên vẫn không hiểu rõ, thế nhưng nghĩ đến yêu thú Sơn Hải giới cũng không kém nơi đó. Gia Cát Khổng nói, yêu thú ở Sơn Hải giới có thể so với Kim Đan và Nguyên Anh, ngàn năm trước đã biến hóa, yêu thú phổ biến đều không thể hóa hình, yêu thú có thể hóa hình tu vi có thể so với Nguyên Anh kỳ, vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngàn năm nay đã không xuất hiện qua. Tương đối mà nói nếu so với cấp bậc của con người thì có thể nói là mạnh, nhưng yêu thú ở Sơn Hải giới là kẻ yếu, nhất là yêu thú cấp thấp đều bị con người săn giết hoặc thu phục để làm tọa kỵ. Mọi người đều biết toàn thân yêu thú là bảo vật, hơn nữa con người có thế mạnh, nếu như bình thường thì sẽ không dám xuất hiện trong tầm mắt con người, cho dù là một ít yêu thú mạnh mẽ đã có trí tuệ, cũng không dám dễ dàng trêu chọc con người. Cho nên tuy chúng ta muốn vượt qua núi Đường Đỉnh, nhưng cũng không chắc chắn là có nguy hiểm, chỉ cần không đụng phải yêu thú kim đan thì sẽ không có việc gì, yêu thú dưới kim đan chúng ta còn có thể ứng phó, mà yêu thú cấp bậc Nguyên Anh đều đã hóa thành người, càng rất ít có thể nhìn thấy.
Quần thể yêu tộc mạnh mẽ bình thường đều ở vùng đất đã bỏ hoang của Sơn Hải giới, nơi đó là khu vực cấm của con người, là thánh địa yêu tộc, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần vận khí của chúng ta không kém đến mức như vậy là được. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng đúng, liền nói cũng tốt, khi chúng ta vượt qua núi đường đỉnh, cho dù không thể bay, lấy tốc độ của chúng ta thì 500 dặm núi đường đỉnh, đi 2 ngày cũng có khả năng. Bốn người trao đổi cuối cùng vẫn đưa ra quyết định trực tiếp vượt qua núi đường đỉnh vào Tán Tu Thành, mặc dù có nguy cơ gặp phải yêu thú, nhưng so với việc bị U Dương Hải Đường đuổi kịp thì đây là cách an toàn nhất. Đi thôi, chúng ta vào núi. Dương Bách Xuyên cùng với bốn người chuẩn bị vào núi. Nhưng đúng lúc này một tiếng cười lạnh vang lên trước bốn người bọn họ, còn muốn vào núi. Đi vào được sao? Dương Bách Xuyên đột nhiên giơ tay lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một thanh niên, ở phía sau hắn còn có ba người mặc áo giáp đi cùng. Ngươi là ai? Dương Bách Xuyên ra vẻ không biết, thật ra trong nháy mắt hắn đã đoán được đó là người của Thành Chiêu Diêu, chỉ là bất ngờ và sợ hãi vì vừa rồi hắn không có phát hiện ra bất kỳ điều gì không bình thường từ bốn người này cả. Nhìn tu vi của bốn người, thanh niên cầm đầu có thực lực kim đan trung kỳ, còn mạnh hơn cái người có vết sẹo, người phía sau đeo mặt nạ mặc khôi giáp cũng đều là tu vi kim đan sơ kỳ. Tên nhóc, ngươi tên là Dương Bách Xuyên đúng không? Lá gan không nhỏ, giết người Thành Chiêu Diêu, còn ăn trộm khu mỏ đá căn nguyên, người dám làm như vậy cũng chỉ mới có ngươi là người đầu tiên. Người đang nói tên là Giản Thành, người của M Dương Tông, nếu là sư đệ của thành chủ U Dương Hải Đường, ngươi phải giao toàn bộ đá căn nguyên ra, đi theo bổn thiếu trở về Thành Chiêu Diêu chịu phạt nhận tội, có lẽ có thể giữ lấy mạng nhỏ của ngươi. Từ đầu đến cuối ánh mắt Giản Thành đều nhìn chằm chằm trên người Dương Bách Xuyên, về phần tiểu hòa thượng và anh em ra cắt phía sau Dương Bách Xuyên, trực tiếp bị hắn ta xem nhẹ. Hắn ta vì truy kích Dương Bách Xuyên, hoặc có thể nói là muốn thể hiện ở trước mặt U Dương Hải Đường, nên nửa đường trực tiếp lấy chí bảo M Dương Tông ra thuyền bay để đuổi theo. Tốc độ bay của thuyền bay một canh giờ có thể đạt tới 500-600 dặm, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Giản Thành hao phí 10 viên linh thạch trung phẩm trên người. Trên nửa đường cũng đã tính ra mấy đường tắt, mấy người Dương Bách Xuyên đi về hướng đông, khả năng là muốn vượt qua núi đường đỉnh sau đó tiến vào Tán Tu Thành, bởi vì chỉ có Tán Tu Thành mới không chiêu đãi phạm vi thế lực của Thành Chiêu Diêu. Cho nên Giản Thành dẫn người chạy tới đây để làm ôm cây đợi thỏ, thật sự là chờ được đến lúc mấy người Dương Bách Xuyên đến đây. Lúc này ở trong mắt Giản Thành, tu vi của Dương Bách Xuyên chỉ là một tên gà mờ vừa mới bước vào kim đan sơ kỳ mà thôi, đã ảo tưởng trong đầu bắt được Dương Bách Xuyên quay về, tìm được đá căn nguyên, sau đó là hình ảnh được sư tỷ U Dương Hải Đường khen ngợi. Lúc này Dương Bách Xuyên lại dặn dò về phía ba người phía sau, ba người các ngươi tìm cơ hội vào núi. Được. Ba người không hẹn mà cùng gật đầu, nhưng ở trong lòng một đám đều nghẹn một hơi, ba người đều biết, tu vi ba người bọn họ quá thấp. Tuy là kim đan nhưng đều miễn cưỡng, mà đối mặt với kẻ địch mà tu vi lại ít nhất đều đã vượt qua kim đan tiên thiên kim đan sơ kỳ, nếu mà còn ở lại thì sẽ khiến cho Dương Bách Xuyên phân tâm chiếu cố bọn họ, đến lúc đó càng thêm loạn. Khát vọng về thực lực chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ. Làm bạn bè, vào những lúc như này vốn dĩ phải lưu lại cùng Dương Bách Xuyên sóng vai chiến đấu, nhưng cũng bởi vì tu vi quá yếu luôn muốn chạy trốn, làm cho trong lòng ba người nghẹn đến hoảng hốt. Một người cũng đừng hòng đi, bổn thiếu gia ta đây đã hạ vốn truy kích các ngươi, chẳng lẽ còn có thể để cho các ngươi chuồn đi sao? Giản Thành nói xong quay về phía ba người bên cạnh nói, Dương Bách Xuyên giao cho ta, các ngươi đi bắt được ba người kia. Được, ba người đồng thanh trả lời. Ngay lập tức ba người chạy về phía ba người chạy đường vòng đi vào trong núi. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, dưới chân vừa động đã ra tay ngay lập tức. Bản thân hắn sẽ không để cho ba người tiểu hòa thượng bị thương tổn. Hư Giản Thành thấy Dương Bách Xuyên động thủ, hư lạnh một tiếng nhào về phía Dương Bách Xuyên, nhưng sau một giây, hắn ta lại hoảng sợ, ở trong mắt hắn Dương Bách Xuyên thật sự giống như tia chớp biến mất tại chỗ, nhào về phía ba tên đồng bọn. Tốc độ này, trong lòng Giản Thành kinh hãi, giờ phút này sự khinh bỉ của hắn đối với Dương Bách Xuyên đã biến mất không còn một mảnh. Chỉ dựa vào tốc độ này của Dương Bách Xuyên đã có thể vượt qua cảnh giới một mảng lớn, vốn dĩ tưởng rằng Dương Bách Xuyên giết chết anh em mặt sẹo là để mượn sức mạnh thiên kiếp, là vận khí, hiện tại xem ra tên nhóc này không phải có đơn giản như biểu hiện bình thường như vậy.
Trong gang tấc, Dương Bách Xuyên sử dụng công dụng của chi xích thiên nhai tia chớp xuất hiện đột ngột đến bên cạnh ba anh em mặt sẹo kia, khí thế của kiếm đồ long bùng nổ, trong nháy mắt đã quét ngang một kiếm. Ba anh em là một loại lực lượng trấn áp thành trì trong tay thành chủ U Dương Hải Đường, có thể nói mỗi một người đều được tỉ mỉ lựa chọn tiến vào thân binh, đều có thực lực và ánh mắt không tầm thường. Trong nháy mắt khi Dương Bách Xuyên xuất hiện trước người bọn họ, trong lòng ba tên thân binh kinh hãi, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tốc độ quỷ dị cực nhanh như vậy, lúc này đều là phản ứng theo bản năng rất nhanh, trong đó một thân binh bạo giống kết trận. Trong nháy mắt một trận pháp hình tam giác đã hình thành. Một kiếm của Dương Bách Xuyên bị trận pháp được ba người hình thành ngăn cản, phát ra một tiếng nổ, trận pháp bị ánh sáng ảnh hưởng mà kêu một tiếng rác vỡ tan, nhưng cũng chống đỡ để hóa giải nhát kiếm này của Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy phản ứng của ba tên thân binh, nội tâm Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc, âm thầm nói, ba binh sĩ này không đơn giản, xem ra không phải binh lính bình thường. Có thể trong nháy mắt đối mặt với một kiếm cực nhanh của mình phản ứng nhanh chóng kết thành trận pháp hình tam giác. Phản ứng này có lẽ là bản năng theo bản năng, chắc chắn không phải binh lính bình thường có thể làm được, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cẩn thận hơn. Có lẽ là cùng một lúc, sau lưng là một tác phẩm hoành tráng. Dương Bách Xuyên trở tay cũng là một nhát kiếm, hắn biết giản thành công kích tới. Sau một đòn giao chiến, năng lượng mạnh mẽ không ổn định hình thành, thân thể Dương Bách Xuyên không tự chủ được bay ra ngoài, trong cơ thể bốc lên một trận khí huyết. Sau đó ngay lập tức đứng vững thân thể nhìn lại. Quả nhiên là Giản Thành. Lúc này trong tay Giản Thành cầm một thanh kiếm cổ, từ khí thức cảm giác được có lẽ linh khí là cực phẩm, trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm giật mình, đương nhiên giật mình không phải là linh khí trong tay Giản Thành, mà là tu vi Giản Thành. Một đòn giao chiến vừa rồi, đủ để cho Dương Bách Xuyên cảm nhận được tu vi của tên Giản Thành này là một kim đan trung kỳ đỉnh phong, trình độ chân khí nồng đầy mạnh hơn so với hắn một bậc. Nhưng mà, cũng ở trong phạm vi Dương Bách Xuyên chịu đựng được. Nếu như thật sự muốn giết nhau, Dương Bách Xuyên cũng không sợ hắn, chỉ là chân khí chênh lệch một bậc, nhưng cũng không quá nhiều, hắn có thể tăng lên kim đan 10 cấp, chân khí bên trong so với số lượng và cảnh giới tu chân giả, đủ để sánh vai cùng với tu chân giả kim đan trung kỳ, nhưng khác nhau chính là Giản Thành là trung kỳ đỉnh phong. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được tu vi chân khí của Giản Thành. Giản Thành đương nhiên cũng thăm dò được thực lực của Dương Bách Xuyên, trong lòng kinh ngạc, thực lực tên nhóc này có thể sánh vai cùng với kim đan trung kỳ, xem ra phải cẩn thận ứng đối. Ngay sau khi một kích vừa rồi giao chiến của hai người, Dương Bách Xuyên thấy được loáng thoáng ba thân binh lại đi truy kích Tiểu Hòa Thượng và anh em ba người Gia Cát, lúc này hừ lạnh muốn ra tay ngăn cản ba người. Mà lúc này Giản Thành âm ngoan nói, lĩnh vực kim đan, mượn uy của trời đất, vây khốn cho ta. Hắn trực tiếp vận dụng lĩnh vực kim đan áp chế Dương Bách Xuyên, Giản Thành vẫn có 10 phần tin tưởng đối với lĩnh vực kim đan của mình, thiên phú đẳng cấp của hắn là tam chuyển kim đan, đối với người bình thường, đẳng cấp tam chuyển kim đan đã là thiên phú trung đẳng, 1000 tu chân giả bên trong cũng không xuất hiện được một người có thiên phú tứ chuyển kim đan, hơn nữa với tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong của hắn ta, tin rằng khi vận chuyển lĩnh vực có thể áp chế Dương Bách Xuyên trực tiếp, đến lúc đó có thể chậm rãi chơi chết Dương Bách Xuyên. Quả nhiên, sau một giây nhìn thấy cơ thể Dương Bách Xuyên vừa muốn di động đột nhiên chấn động ngừng lại. Giản Thành cười lạnh nói, bổn thiếu có lĩnh vực kim đan chính là tứ chuyển, để xem một tên nhóc kim đan sơ kỳ như người chết như thế nào. Nói xong lại nói với ba tên thân binh, ba người các ngươi lo chuyện bên này, đi đuổi theo ba con kiến hôi kia. Dương Bách Xuyên nghe xong lời của Giản Thành, hừ lạnh một tiếng, hắn theo bản năng càng hạ lệnh phát ra lĩnh vực kim đan tấn công Giản Thành. Vậy mà đột nhiên nhớ tới mình hiện tại cũng có thể sử dụng lĩnh vực kim đan. Chỉ không biết uy lực như thế nào. Lúc này trong lòng khẽ động, hừ lạnh nói, không phải là lĩnh vực sao sao ta cũng có, kim đan lĩnh vực, mượn sức mạnh của trời đất, chấn. Kim đan lĩnh vực mạnh không chỉ nhìn vào tu vi, phần lớn còn phải xem thiên phú đẳng cấp kim đan, đẳng cấp thiên phú của hắn là thập chuyển kim đan, mạnh mẽ hơn Giản Thành gấp mấy lần, hoặc có thể nói hai người căn bản không thể so sánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.